Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Ta sống lại sau khi ở quá, tập 14, chương 131. Hoa Dương cùng Trần Kính Tông tại Trần Gia ở Ba Muộn, cái này chuyển về dài công chúa phủ. Kỳ thật Hoa Dương có chút sờ không quá chuẩn Trần Kính Tông tâm tư, ngươi thật nguyện ý một mực theo ta ở tại nơi này bên cạnh. Theo nàng mấy năm này quan sát, Trần Kính Tông chỉ là không bằng phía trên hai người ca ca tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, hắn đợi người nhà lại là đồng dạng thân cận, bao quát đối cha chồng. Đừng nhìn Trần Kính Tông mới mở miệng chính là sạch cha chồng, cha chồng thật bị bệnh liệt giường trận kia, trần kính tông gần như mỗi ngày đều muốn tới xem xem có thể thấy được hắn đối cha chồng hiếu tâm không có chút nào so hai người ca ca thiếu đối cha chồng đều như thế đối bà mẫu chất nhi cháu gái nhóm liền càng không cần nhắc tới hắn dạng này thẳng thắn cương nghị quan võ không biết có thể hay không bởi vì thời gian dài cùng người nhà phân biệt cảm thấy uất ức hoa dương không phải loại kia nhất định phải phò mã như hình với bóng trông coi nàng trưởng công chúa nàng tâm bình khí hòa đối trần kính tông nói cách mỗi 4 năm ngày ngươi liền trở về ở một đêm, triều đình hoặc vệ sở có chuyện gì, chính ngươi không quyết định chắc chắn được, còn có thể cùng phụ thân hoặc đại ca thương lượng một chút. Trần Kính Tông vừa giặt đồ xong trở về, gặp nàng đôi mắt xanh triệt, dường như rất có hứng thú nói chuyện, Trần Kính Tông liền cầm một cái quạt tròn, nằm nghiêng ở bên cạnh, một bên cho hai người quạt gió, một bên nhìn xem nàng nói, không có chiến sự, vệ sở bên trong có thế có phiền toái gì, nếu là quân lương binh khí xảy ra vấn đề, ta trực tiếp bẩm báo binh bộ chính là, Hoa Dương, ngươi liền không nhớ nhà người sao, Trần Kính Tông, ta nhớ ngươi hơn. Hoa Dương nguyết hắn một cái, trong mắt lúc khóe môi lại tiết lộ một điểm ý cười, Trần Kính Tông cầm phiến bên cạnh điểm điểm nàng lưu lại đỏ ửng gương mặt, ngươi tổng thúc ta trở về ở, là ngoài miệng trang hiền lành. Vẫn là coi trọng cái nào tiểu bạch kiểm, liền đợi đến ta cho các ngươi đằng địa phương, hoa dương nắm lấy cây quạt, lưng chuyển qua, trần kính tông lại gần, ấm áp hô hấp rơi xuống nàng bên tai hoa dương lấy thêm cây quạt ngăn trở mặt quạt tròn ở giữa là một tầng thật mỏng xa trần kính tông cách tầng kia xa hôn nàng dài một tầng mỏng kén đại thủ nắm chặt nàng nửa bên tuyết vai trai lơ cái gì đời này ngươi đều không cần nhớ thương hoa dương cũng không có nhớ thương trai lơ một cái phò mã liền đủ nàng không chịu đựng nổi còn nhớ thương trai lơ nàng là ngại mệnh quá dài sao trong cung nguyên hữu đế hoàn toàn như trước đây tuân thủ thích thái hậu Trần Cát Lão vì hắn quyết định làm việc và nghỉ ngơi thu xếp, tỷ tỷ giúp hắn ra chủ ý, nguyên hữu đế kỳ thật rất tâm động, nhưng hắn lo lắng cho mình giả bệnh không thể gạt được Thái Y, Thái Y lại nói cho mẫu hậu, Trần Cát Lão, kia hai cái nghiêm khắc gia hỏa không biết sẽ nghĩ ra cái gì mới chiêu, vô luận là ngôn ngữ phê bình hắn, vẫn là phạt quỳ phạt chép sách. Nguyên hữu đế đều không vui vẻ, thẳng đến trung tuần tháng 6 sáng sớm, nguyên hữu đế ngủ cho ngon hương đột nhiên bị đại thái giám tào lễ đánh thức, nhắc nhở hắn nên rời giường đọc sách, nguyên hữu đế đầu não mơ màng, chỉ muốn đi ngủ, nhưng ngủ nướng loại lý do này là không chiếm được mẫu hậu cùng trần các già duy trì, hắn dám cưỡng cầu ngủ nướng, mẫu hậu liền xin hỏi hắn có phải là muốn làm hôn quân, nguyên hữu đế ép buộc mình ngồi dậy, đọc sách, dùng cơm, đi tham gia triều hội, ngồi tại trên long ỷ, 14 tuổi nguyên hữu đế thỉnh thoảng lại bóp mình một chút, cố gắng không để cho mình ngủ mất. Trần Đình dám hướng trên Long ỷ nhìn mấy lần, triều hội mới mở hai khắc đồng hồ, hắn liền làm chủ sớm tán, hôm nay muốn nghị sự tình vốn cũng không nhiều. Nguyên hữu đế ngoài ý muốn nhìn về phía phía dưới trần các lão, chẳng qua đám đại thần đều chờ đợi hắn trước cách điện, nguyên hữu đế đè xuống nghi ngờ trong lòng, về phía sau càng thanh cung, sau đó, nên nội các cùng đám đại thần đến đơn độc diện thánh, thích thái hậu cũng tại, giai đoạn này, nguyên hữu đế là không cần nói thêm cái gì, chỉ cần nghe hoặc là nhìn, Phàm là Mẫu Hậu cùng Trần Các lão đều tán thành, hắn gật đầu chính là, tinh thần tốt thời điểm, Nguyên Hữu đế sẽ nghiêm túc lắng nghe, học tập xử lý như thế nào những cái này quốc sự, buồn ngủ thời điểm, Nguyên Hữu đế liền lười nhác chuyển động đầu óc, dù sao Mẫu Hậu cùng Trần Các lão khẳng định sẽ xử lý tốt. Tất cả chờ định công việc đều giải quyết xong tất, Trần Đình dám mang theo Nguyên Hữu đế đi ngự thư phòng, hắn cái này thủ phụ bận rộn nữa, mỗi ngày cũng sẽ rút ra nửa canh giờ tự thân vì hoàng đế giảng sách. Lúc này, trong ngự thư phòng chỉ có Trần Đình Giám, Nguyên Hữu Đế, cùng Đại Thái Giám Tào Lễ. Nguyên Hữu Đế thừa dịp các lão cúi đầu chỉnh lý sách lúc, cực nhanh ngát một cái. Kết quả hắn miệng còn không có nhắm lại, liền gặp cái bàn đối diện Trần Các Lão cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt phân phó Tào Lễ, đi cho Hoàng thượng chuẩn bị một bát nâng cao tinh thần trà. Nguyên Hữu Đế, các lão trâu ria bên trong là không phải giấu một con mắt. Tào lễ đau lòng mắt nhìn nhà mình hoàng thượng, lui ra ngoài chuẩn bị nước trà. Nguyên hữu đế có chút khẩn trương nhìn xem Trần các Lão, Trần Đình dám nghĩ đến trong nhà lão tứ khi còn bé, Trần Đình dám mình làm qua nhiều năm như vậy học sinh, cũng có bốn cái đọc sách nghi tử, lão tứ là một cái duy nhất dám ở tiên sinh giảng sách lúc công nhiên nằm sắp trên bàn ngủ, cùng lão tứ so, nguyên hữu đế thật là một cái học sinh tốt, chỉ là học sinh tốt chưa hẳn liền không nghĩ ngẫu nhiên lười biến một chút, hoàng thượng tối hôm qua ngủ không ngon sao. Trần Đình dám đi tới, hắn dung mạo nho nhã, một cái râu dài tăng thêm mấy phần uy nghiêm, nhưng hắn lúc này nhìn Nguyên Hữu Đế ánh mắt rất là ôn hòa. Nguyên Hữu Đế quá quen thuộc các lão khuyên nhủ con đường của hắn số, có đôi khi sẽ trực tiếp nghiêm nghị phê bình hắn, có đôi khi sẽ ôn hòa dụ hống hắn nói ra lời trong lòng, sau đó lại dùng bình thản ngữ khí, trích dẫn kinh điển khuyên hắn cần cù hiếu học, làm rõ sai trái, hiếu kính mẫu hậu, khoan hậu yêu dân vân vân. Cho nên, Nguyên Hữu Đế lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngày mùa hè chói chang, hơi có chút mệt mỏi thôi tiên sinh không cần phải lo lắng trần đình giám dạng này a à, thần còn tưởng rằng hoàng thượng lại muốn chăm học khổ đọc lại muốn nghe chính lý chính long thể có thể sẽ gánh vác quá nặng đã hoàng thượng chưa từng cảm thấy mỏi mệt kia thần cũng không cần vì ngài điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thu xếp nguyên hữu đế đột nhiên tim đập nhanh hơn lão đầu tử là nghiêm túc vẫn là lại đào một cái bẫy chờ lấy hắn nhảy đợi lát nữa tào lễ sẽ phải trở về hồi tưởng một năm qua này lão đầu tử thái độ đối với hắn hòa hoãn không ít nguyên hữu đế quyết định lại tin tưởng lão đầu một lần khuôn mặt nhỏ nháy mắt đổ xuống tới ngôn từ thành khẩn nói không dối gạt tiên sinh ta xác thực rất mệt mỏi buổi sáng thường có cảm giác không đủ ngủ cảm giác mặc dù còn có thể kiên trì rời giường đọc sách nhưng đầu ta não u ám đọc sách cũng là làm nhiều công ít, không biết tiên sinh có thể hay không giảm bớt triều hội số lần đợi ta lớn tuổi thể lực đủ để chèo chống lúc khôi phục lại bình thường triều hội, bỏ đi triều hội thời gian, hắn mỗi ngày liền có thể ngủ nhiều chí ít nửa canh giờ. Trần Đình dám tại thiếu niên hoàng đế trong mắt nhìn thấy nhàn nhạt tơ máu, hắn mặt lộ vẻ chần chờ, nguyên hữu đế, ta biết tiên sinh lo lắng cái gì, đơn giản là sợ ta về sau cũng lười biến nhắc lười biến chính, nhưng ta hướng tiên sinh cam đoan, đợi ta tự mình chấp chính, ta nhất định làm chuyên cần chính sự minh quân. Trần Đình dám rốt cuộc nói, thần tinh hoàng thượng lúc này tào lễ bưng nâng cao tinh thần trà trở về trần đình giám tiếp tục chỉnh lý sách nguyên hữu đế nâng lên tay áo làm bộ lại ngáp một cái giảng bài kết thúc trần đình giám liền đi cầu kiến thích thái hậu thích thái hậu nghe nói trần đình giám muốn giảm bớt triều hội số lần cao mày nói có phải là hoàng thượng cùng các lão phàn nàng vào triều vất vả rồi trần đình giám có chút không người cung kính nói hồi nương nương hoàng thượng chẳng những không có phàn nàn ngược lại còn cực lực che giấu nó mệt mỏi, là thần cảm thấy, hoàng thượng hiện tại chính là lớn thân thể niên kỷ, long thể cùng việc học trọng yếu giống vậy, nếu như thân thể không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi, hoàng thượng đọc sách lúc khó mà tập trung tinh thần, càng là như thế càng khó thấy hiệu quả, tiếp theo dẫn đến hoàng thượng ghét học ghét chính, cứ thế mãi, được không bù mất, thích thái hậu trầm mặt. Trần Đình dám liếc nhìn nàng một cái, nói, nương nương, hoàng thượng dù sao mới 14 tuổi, thần coi là, bồi dưỡng hoàng thượng đối học tập lý chính hứng thú trọng yếu hơn như bởi vì việc học nặng nề khiến hoàng thượng sinh ra lòng kháng cự hoàng thượng lúc này tuổi nhỏ không thể không nghe theo ngài cùng thần dạy bảo tương lai hoàng thượng tự mình chấp chính ai có thể ước thúc hoàng thượng xa không đề cập tới bản triều cố tình làm bậy hoàng đế liền đủ nhiều thích thái hậu hiển nhiên rất rõ ràng hoàng gia một đám tổ tông nhóm chính là bởi vì hoàng đế của nàng cha chồng hoàng đế trượng phu đều quá tiền đồ Nàng mới sợ nhi tử bước tổ tông nhóm theo gót, thuở nhỏ liền nghiêm khắc dạy bảo, thích thái hậu đã tán thành trần đình giám đề nghị, nhưng vẫn là tò mò hỏi, các lão trước kia xưa nay nghiêm khắc, vì sao hai năm này đợi hoàng thượng ôn hòa rất nhiều. Nàng cũng phải đề phòng trần đình giám vì lấy nhi tử niềm vui, cố ý dung túng nhi tử một chút kém tập. Trần đình giám hổ thẹn nói, nói đến không sợ nương nương trò cười, thần lúc tuổi còn trẻ cao trung trạng nguyên, người người tán dương về sau lại được tiên đế cùng nương nương thưởng thức, vào cung dạy bảo hoàng thượng đọc sách, thần trưởng tử, thứ tử, tam tử cũng đều là trạng nguyên thám hoa chi tài, thần liền cũng cảm thấy, thần đang dạy học một đường bên trên quả thật có chút bản lĩnh thật sự, thần thờ phụng nghiêm sư xuất cao đồ cũng là lời lẽ chí lý, thích thái hậu gật gật đầu, cả triều văn võ, ai không khâm phục Trần Đình dám dạy con có phép, Trần Đình dám tiếp tục nói, thần bốn con trai, thần vẫn cho là, thần kia kiêu căng bướng bỉnh không phục quản giáo tứ tử sẽ là không có tiền đồ nhất một cái, đời này đều chỉ có thể dựa vào trưởng công chúa phò mã thân phận diễu võ dương oai, nhưng mà năm trước, thần tứ tử xuất lĩnh đại hưng tả vệ tại diễn võ trong tỷ thí đoạt giải nhất, năm ngoái hắn lại tại Bình Định trên đường lập xuống chiến công, người ngoài khen thần hổ phụ không quyển tử, bọn hắn lại đều quên, thần tứ tử 10 tuổi liền mình về lăng châu nhà cũ, hắn có hiện tại tiền đồ, cùng thần không có chút quan hệ nào thần hai năm này liền thường xuyên nghĩ lại thần trưởng tử tam tử có thế cao trung trạng nguyên thám hoa kỳ thật đều là bọn hắn tự thân tài cán thần cũng không từng chân chính dạy bảo bọn hắn cái gì thần chân chính dạy bảo chỉ có hoàng thượng cùng thần tứ tử mà bởi vì thần nghiêm ngặt thần tứ tử càng phát ra con đường khác thường liền sách đều không đọc đợi thần phát hiện hắn chân chính tài cán về sau thần lại đối mặt hoàng thượng thường xuyên sẽ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người chỉ sợ thần lúc trước nghiêm ngặt có thể hay không đã tại hoàng thượng trong lòng chôn xuống đối đọc sách phản tâm nói đến đây trần đình dám quỳ xuống nương nương quả thật như thế thần chính là tội nhân thiên cổ mời nương nương trách phạt thích thái hậu buồn cười nói các lão đằng sau lời này nói quá lời phía trước cũng quá khiêm tốn phò mã hai người ca ca có thiên phân không giả nhưng bọn hắn có thế có thành tựu ngày hôm nay cũng cách không được ngươi làm cha dốc lòng tài bồi về phần phò mã hắn không yêu đọc sách chính là thiên tính, cũng không phải là hoàn toàn là cùng ngươi đối nghịch, Trần Đình Giám, có lẽ vậy, cũng có thể là là thần lão, đối dạy học trồng người cũng có cảm ngộ mới, cái này cảm ngộ chưa hẳn chính là đúng, dạy như thế nào hoàng thượng, còn mời nương nương làm chủ chỉ rõ, cả triều văn võ, thích thái hậu tín nhiệm nhất cho tới bây giờ đều là Trần Đình Giám, coi như Trần Đình Giám dạy bảo hoàng thượng phương thức biến, chỉ cần có chứng có cứ. Thích Thái Hậu như thường duy trì các lão lời nói rất có đạo lý, liền theo ngươi nói thử trước một chút đi, nếu như hoàng thượng phụ lòng các lão một phen khổ tâm, càng phát ra bại hoại, các lão lại tiếp tục nghiêm khắc đãi chi, Trần Đình dám lĩnh mệnh, cúi đầu cáo lui, thích thái hậu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phò mã cùng Trần các lão phụ tử bất hòa, nàng sớm đã có nghe thấy, nhưng ai nào biết, hoàng thượng cùng nàng cái này mẫu hậu cũng không thế nào thân dày đâu, nàng biết nên làm như thế nào một cái tốt hoàng hậu nhưng nàng có hay không làm thành một cái tốt mẫu hậu, đại khái chỉ có thể giao cho hậu nhân bình luận. Chương 132, Trần Đình Giám cùng thích Thái Hậu thương lượng nhất trí về sau, hắn rất nhanh liền vì nguyên hữu đế chế định mới làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch, từ đây, tại không có triều hội thời gian, nguyên hữu đế chẳng những có thể lấy cỡ nào ngủ nửa canh giờ, mỗi ngày còn có ba khắc đồng hồ thời gian tự do xử trí, hoặc là đọc sách vẽ tranh tu thân dưỡng tính, hoặc là đi ngự hoa viên du lịch thưởng tâm di tình, hoặc là cùng đám tiểu thái giám xúc bóng đá giãn ra gân cốt, tóm lại chỉ cần không vi phạm lễ pháp, cũng không có con đường khác thường, Trần Đình giám cùng thích thái hậu đều sẽ không quá nhiều can thiệp ước thúc. Đương nhiên, nguyên hữu đế đọc sách, học chính thời gian cũng không có giảm bớt, đây là hắn làm hoàng đế hẳn là học, cũng hẳn là trả giá tinh lực. Hoa dương đầu tháng 6 mới trong cung ở qua, gần đây liền không có tiếng cung, nhưng nàng từ Trần Kính Tông trong miệng nghe nói triều hội biến hóa, nàng hỏi Trần Kính Tông, ngươi cảm thấy như vậy được không trần kính tông ý tứ sâu xa liếc nhìn nàng một cái vấn đề này nhưng khó trả lời ta sợ trị cho ngươi tội của ta hoa dương trừng hắn trên đời này ai cũng khả năng sợ nàng vị này trưởng công chúa duy chỉ có trần kính tông căn bản không có xem nàng như trưởng công chúa kính sợ quá hiện tại đổ đến trang cẩn thận trần kính tông ngồi tại trên giường chậm rãi đang ăn cơm hoa dương muốn nghe xem hắn ý tứ gặp hắn thật đúng là không có ý định mở miệng không thể làm gì khác hơn nói, ngươi cứ nói đừng ngại, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng làm ngươi chưa nói qua, Trần Kính Tông liếc mắt ngoài cửa sổ, lại vỗ vỗ mình chỗ bên cạnh, Hoa Dương cũng không biết hắn là cố làm ra vẻ, vẫn là thật sợ tai vách mạch trừng, có thể nghĩ đến cái này sự tình xác thực có thể lớn có thể nhỏ, Hoa Dương liền để sách trong tay xuống, vòng qua bàn thấp, ngồi tại bên cạnh hắn, Trần Kính Tông giơ chén rượu lên, đưa tới trước mặt nàng. Hoa Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi nếu không nói, ta đi. Trần Kính Tông mình uống một ngụm, lúc này mới nói, hoàng đế nhất định phải mỗi ngày tảo triều, đây chính là nhà các ngươi thái tổ gia gia tự mình quy định. Hoa Dương gật đầu, xác thực như thế, Trần Kính Tông, nhà các ngươi phía trước mấy vị kia tổ tông đều làm theo này huống, vô cớ không ngừng triều, phía sau liền. Chính ngươi cũng biết, Hoa Dương buông thỏng tầm mắt, đằng sau liền từng cái bắt đầu phạm lười, nhất lười chính là nàng hoàng gia gia, mấy chục năm không vào triều sau đó cha nàng trừ vừa đăng cơ chịu khó một hồi đằng sau cũng thay đổi thành đồ lười biếng chỉ so với hoàng gia gia mạnh một chút một tháng tốt xấu sẽ lên hướng hai lần mẫu hậu cùng cha chồng vì sao muốn đệ đệ tuổi còn nhỏ liền kiên trì tảo triều còn không phải sợ đệ đệ học hoàng gia gia cùng phụ hoàng vấn đề là nàng mới vừa ở trong lòng thay đệ đệ giải vây trần kính tông liền nói nhưng đệ đệ ngươi còn nhỏ từ nhỏ đã không có bị khổ đầu lập tức làm cho quá gấp đổi ta ta cũng chịu không được dĩ vãng triều đại ba bốn tuổi bảy tám tuổi ấu đế đô rất phổ biến nguyên hữu đế kế vị tuổi tác cũng không tính hiếm lạ nhưng nguyên hữu đế hẳn là những cái này tiểu hoàng đế bên trong mệnh tốt nhất hắn xuất sinh không lâu chính là thái tử không cần cùng các hoàng tử tranh đoạt thái tử vị trí dự vương càng là sớm liền phiên đi hậu cung có thích thái hậu cái này lợi hại mẫu hậu tại cũng không người nào dám mưu hại thái tử tiên đế chỉ là lười đầu cũng không hồ đồ phân công hiền thần đem Giang Sơn xử lý ngay ngắn rõ ràng, làm nguyên hữu đế cũng không cần lo lắng ngoại hoạn, cũng chỉ có dạng này sinh ở phút trong ổ nguyên hữu đế, mới có cơ hội phàn nàn cảm giác không đủ ngủ, hắn đem lời đều nói, Hoa Dương chỉ có khẽ than thở một tiếng, nàng sống lại trở về thời điểm, chỉ là nguyên hữu ba năm tháng chạp, đệ đệ cũng mới 16 tuổi, còn kiên trì mỗi tháng 9 lần tảo triều. Nhưng đằng sau đệ đệ đến cùng kiên trì bao lâu, đến cùng biến thành một cái dạng gì hoàng đế. Hoa Dương cũng không biết, nàng giúp đệ đệ ra giả bệnh tranh thủ giảm bớt triều hội chủ ý, hoàn toàn là bởi vì nàng biết đệ đệ sẽ thật sinh bệnh, dù sao cha chồng đều sẽ thỏa hiệp, sao không đem cái này xem như hòa hoãn quân thần quan hệ cơ hội, thôi, đi một bước là một bước đi, nàng cái này làm tỉ tỉ, vốn là chỉ có thể tận lực đem đệ đệ hướng minh quân trên đường dẫn đạo, nhưng có thể hay không làm thành minh quân, mấu chốt còn phải nhìn đệ đệ chính mình, tiếng tháng 7, thời tiết vẫn nóng bức. Hoa Dương tiên tiến cung ở hai đêm, lớp 10 xuất cung sau liền đi Trần phủ. Trong đêm Trần Kính Tông hỏi nàng, lần này dự định trong nhà ở bao lâu? Hoa Dương, quá xong thất tịch đi. Trần Kính Tông, thất tịch lại không tính là gì đứng đắn ngày lễ, vì sao muốn ở chỗ này quá? Hoa Dương nghe ra điểm không đối đến, ngươi liền gấp gáp như vậy trở về. Liền ngươi dạng này, khó trách mẫu thân cũng nên nói móc ngươi. Trần Kính Tông nửa ngăn chặn nàng, nhìn xem nàng nói chúng ta đều bao lâu không có ra ngoài đi dạo thất tịch đêm trong thành không có cấm đi lại ban đêm ta muốn mang ngươi đi trên đường đi một chút ở tại dài công chúa phủ vợ chồng bọn họ nghĩ ở bên ngoài đi dạo bao lâu liền đi dạo bao lâu ở tại nơi này một bên lúc nào đi ra ngoài lúc nào trở về lão đầu tử mẫu thân đều có thể biết khó được hắn cái này lớn người thô kệch còn có cái này phong hoa tuyết nguyệt hào hứng chỉ là năm nay thất tịch cha chồng sẽ đụng vào một trận tai họa bất ngờ Hoa Dương nhất định phải lưu tại Trần Gia mới có thể giúp bận biểu hóa giải, người trong thành nhiều lắm, ta ngại chen lấn hoảng, không như lúc ban đầu chính chúng ta đi Hoàng Phúc Tự ở một đêm, ngày kế tiếp ngươi hưu một, vừa lúc ở bên ngoài chơi một ngày, Hoa Dương đề nghị, Trần Kính Tông, sơ cửu là sơ cửu, mùng bảy là mùng bảy, thất tịch ngưu lan chức nữ gặp gỡ, nhân gian thân mật nam nam nữ nữ cũng sẽ hẹn nhau hoàng hôn về sau, Trần Kính Tông muốn cùng nàng đi bên ngoài riêng tư gặp một trận hoa dương hiểu ngươi muốn làm ngưu lan trần kính tông không nói chỉ là nhìn xem nàng hoa dương ngươi cũng không chê không may ngưu lan chức nữ một năm khả năng gặp một lần ngươi còn không bằng tiếp tục làm nguyệt cung bên trong con thỏ thỏ ngọc tốt xấu có thế lúc nào cũng làm bạn tại hàng nga bên người trần kính tông hoa dương lại nói ta đều đáp ứng nguyễn nghi uyển thanh thất tịch đêm muốn bồi các nàng thất xảo trần kính tông có thể để cho trưởng công chúa làm nuốt lời tiểu nhân sao hắn đành phải từ bỏ thất tịch ban đêm đi ra ngoài. Mùng 6 tháng 7 đêm nay, Tôn Thị cùng Trần Đình dám nằm xuống về sau, đối trượng phu nói, ngày mai thất tịch, trong nhà hai cái tôn nữ muốn thất xảo, ngươi về sớm một chút bồi bồi các nàng. Trần Đình dám, nữ tử mới thất xảo, các ngươi lo liệu chính là, có chút thời gian, hắn còn không bằng nhìn nhiều mấy phong tấu chương, viết nhiều mấy phong văn sách. Tôn Thị cười nhạo, năm đó cũng không biết là ai, nói về sau hàng năm thất tịch đều theo giúp ta quá. Trần Đình Giám, nguyên lai muốn hắn bồi tôn nữ là giả, theo nàng mới là thật. Nhưng hai người cộng lại đều hơn một trăm tuổi, còn quá cái gì thất tịch, gọi bọn nhỏ biết bạch chiêu trò cười. Tôn Thị đưa lưng về phía hắn nằm, tiếp tục nói thầm, mỗi ngày trở về muộn như vậy, nói là đang bận công vụ, ai biết có phải là ở bên ngoài nuôi ngoại thất. Trần Đình Giám đều khí cười, tôn nữ đều nhanh nói chuyện cưới giả, ta còn nuôi ngoại thất, Tôn Thị, ai biết được? Nam nhân người già nhưng tâm không già bảy tám chục ôm con út cũng không hiếm có, Trần Đình dám trầm mặt một lát, lại trầm mặt ôm lấy thê tử, tôn thị, hôm sau buổi sáng, Trần Đình dám y nguyên sớm đi nội các, hắn cũng muốn về nhà sớm, nhưng triều đình nhiều chuyện như vậy, có đôi khi bận bịu quá liền quên, đến nội các, Trần Đình dám phát hiện tàng các lão lại đưa tới một phong cáo bệnh chào từ giả sổ gấp, Trần Đình dám nhìn thấy những cái kia hắn đã có thể học thuộc chữ chỉ lắc đầu. Hiện tại nội các hết thảy có bốn vị các lão, trừ hắn cùng lữ các lão như cũ tại cẩn trọng người hầu, còn lại hai vị, 75 tuổi cao tuổi ân các luôn thật niên kỹ lớn, một tháng có thể vào cung hai ba lần đều tính nhiều. Một vị khác chính là tàng các lão, năm nay 61 tuổi, thân thể ban đầu quá cứng rắn lãng, kết quả hai năm này sửng sốt bởi vì sợ hắn, sinh sôi cho sợ bệnh, ba ngày hai đầu khẩn cầu hoàng thượng thả hắn hồi hương dưỡng lão. Trần Đình giám sát thực nhìn tàng các lão không quá thuận mắt, bởi vì lúc trước tằng các lão cùng đã rời kinh tiền nhiệm thủ phụ cao cắt luôn trên một cái thuyền đã từng trên triều đình phản đối hắn phản đối phải thổ mạc hoành phi nhưng bây giờ nội các trần đình dám định đoạt chỉ cần tằng các lão duy trì hắn cải cách hoặc là không duy trì nhưng cũng không quấy rối trần đình dám không đáng nhất định phải đối phó tằng các lão hiện tại tằng các lão thiên trời bày ra một bộ lo lắng bị hắn hãm hại dáng vẻ quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hắn đem sổ gấp đưa cho nguyên hữu đế thích thái hậu, nguyên hữu đế lơ đễnh, tăng lão đầu muốn đi thì đi đi, dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì. Thích thái hậu biết sự tình không có đơn giản như vậy, tăng các lão không quá rời kinh, sẽ chỉ làm cái khác phản đối cải cách đại thần lên án trần đình dám dung không được người. Tăng các luôn tiên đế hướng quan cổ chi thần, bây giờ hắn bệnh, các lão liền thay ta cùng hoàng thượng đi qua thăm viếng thăm viếng đi, gọi hắn an tâm tĩnh dưỡng, không muốn lo lắng quá nhiều, buông xuống sổ gấp thích thái hậu đối trần đình giám nói trần đình giám gật đầu thần cũng đang có ý này thăm viếng là muốn đi thăm viếng nhưng đi làm về về sau trần đình giám vẫn là ở bên trong các dừng lại lâu ba khắc đồng hồ lúc này mới mang theo trường tùy xuất cung đi mới ra hoàn thành trần đình giám liền gặp trong nhà một cái quản sự đứng tại bên cạnh xe ngựa một bộ trong mòn con mắt bộ dáng trần đình giám thế nhưng là trong nhà xảy ra chuyện quản sự lo lắng mà nói là đại tiểu thư vừa rồi nàng tại trong hoa viên chơi đùa không cẩn thận bị trặt chân đau đến thẳng khóc lúc ấy chỉ có trưởng công chúa hầu ở trái phải trưởng công chúa vì thế mười phần tự trách trần đình dám cả kinh nói lan trung nói như thế nào quản sự không biết a à, phu nhân gọi ta tới thời điểm lan trung còn chưa tới trần đình dám lập tức lên xe mệnh xa phu mau chóng chạy về nhà vô luận là tôn nữ vết thương ở chân vẫn là trưởng công chúa tự trách đều so tằng các già bệnh nặng muốn trần đình giám thậm chí vẫn luôn hoài nghi rằng các già bệnh là giả vờ như vậy ngày mai lại đi thăm viếng cũng không có quan hệ trần gia các phòng chủ tử lúc này đều tụ tập tại quan hạt đường uyển nghi Giang phòng nhìn xem vừa mời đi theo lan trung nhẹ nhàng nâng lên uyển nghi mắt cá chân uyển nghi không có gọi chỉ là cắn chặt bờ môi một bộ cố nén đau khổ bộ dáng trong mắt ngậm lấy hai uông đem rơi chưa rơi nước mắt du tú đau lòng chết rồi nhưng nàng biết trưởng công chúa ngay tại tự trách cho nên không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài. Hoa Dương trong tay nắm chặt khăn, ngồi tại Uyển Nghi bên giường, tự trách chấm dứt cắt mà nhìn xem Lan Trung. Vị này Lan Trung là Đức Nguyên Đường Vương Lão Tiên Sinh, năm đó Hoa Dương vì không để phụ hoàng chọn tú nhảy kẻ nước băng tuyết giả bệnh, xuất cung sau thật làm ác mộng, Trần Kính Tông lo lắng nàng, lại không nghĩ kinh động người cả nhà, liền từng giả bộ làm trật chân, mời Vương Lão Tiên Sinh chạy một chuyến. Vương Lão Tiên Sinh bóp biển nghi kia mảnh khảnh mắt cá chân, trong lòng liền nói thầm bên trên người trần gia đều như thế yếu ớt sao rõ ràng không có gì đáng ngại lại muốn giật mình hoảng hốt nhìn xem uyển nghi lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn lại quan tâm sẽ bị loạn trưởng công chúa vương lão tiên sinh không tốt biểu hiện ra ngoài nói chút trấn an lại cho uyển nghi cũng mở một bộ trị chấn thương thuốc cao trần bá tông tự mình đưa lão nhân gia đi ra ngoài uyển nghi lặng lẽ cùng tứ thẩm đối cái ánh mắt tứ thẩm thế nhưng là nói nói đêm nay tứ thúc đặc biệt muốn đi ra ngoài đi dạo, nhưng tứ thẩm ngại trên đường biển người chen chúc không có hào hứng, lại không nghĩ nói thẳng dội tứ thúc nước lạnh gọi tứ thúc thất vọng, cho nên mời nàng trang thụ thương che giấu một chút, tứ thẩm đối nàng tốt như vậy, viễn nghi đương nhiên đồng ý giúp đỡ, về phần tứ thúc, liền thành thành thật thật bồi tứ thẩm trong nhà nghỉ lễ đi, vì diễn trò. Viễn Nghi còn hướng tay áo bên trên bôi nước ớt nóng đâu, nước mắt không đủ thời điểm, nàng liền nhẹ nhàng từ từ con mắt, trần đình dám đi lại vội vàng khi đi tới nhìn thấy lớn tôn nữ khóc đến vành mắt đều đỏ như thế nào lại hoài nghi hắn trước quan tâm lớn tôn nữ lại thuyết phục trưởng công chúa con dâu không muốn tự trách hoa dương ngoài miệng ứng với nhìn về phía biển nghi ánh mắt y nguyên tràn ngập hối hận thẳng đến màn đêm buông xuống biển nghi bỗng nhiên tuyên bố nàng chân không thương vô cùng cao hứng chạy tới tứ nghi đường mời tứ thẩm cùng các nàng cùng đi trong hoa viên thất xảo hoa dương đương nhiên cho cháu gái mặt mũi mang lên Trần Kính Tông cùng đi, không chỉ có vợ chồng bọn họ, Trần Bá Tông Du Tú, Trần Hiếu Tông La Ngọc Yến, thậm chí Trần Đình Giám cùng Tôn Thị cũng đều đến, nhìn xem bọn nhỏ loay hoay kim khâu, đối trên trời ngân hà tiếng cười nói vui vẻ. Trần Đình Giám rất ít có thể ổn định lại tâm thần hưởng thụ loại này niềm vui gia đình, lúc này ngồi tại trên ghế mây, theo gió dương nhẹ râu dài cũng che giấu không được nụ cười của hắn. Hoa Dương thấy cha chồng tâm tình tốt, tâm tình của nàng liền cũng rất tốt. Đời trước cha chồng đặc biệt không may thất tịch chạng vạn tối đi tằng các lão trong phủ thăm bệnh vào lúc ban đêm tằng các lão vậy mà bệnh tình chuyển biến xấu một mệnh ô hô các thái y đi nhìn quá tằng các lão xác thực chính là mình mệnh số đến bởi vì bệnh mà qua đời nhưng khi cha chồng sau khi chết tân nhiệm thủ phụ thượng thư cha chồng bảy đại tội trạng lúc thất tội chi bốn chính là chỉ trích cha chồng bài trừ đối lập cha chồng mặc cho thủ phụ nhiều năm biến phạt quá tham quan dung quan cũng xác thực vì phổ biến cải cách, biếm phạt quá một chút cự không chịu phối hợp quan viên, nhưng những địa phương này quan số lượng nhiều lại phân lượng không đủ, thế là Tằng các lão liền bị đề cử ra tới, thành cha chồng bài trừ đối lập cố ý chọc giận chết đại khổ chủ. Hoa dương can thiệp không được cha chồng đối quan viên bổ nhiệm, nàng cũng không biết cha chồng đến cùng đều biếm phạt quá những cái kia quan viên, tội trạng này nàng duy nhất có thể làm, chính là ngăn cản cha chồng đi thăm viếng tăng các lão, kế hoạch thành công. Hoa Dương một mặt thỏa mãn, đột nhiên, có người tại bên tai nàng ho nhẹ một tiếng, Hoa Dương nghiêng đầu, đối mặt Trần Kính Tông tấm kia đại hắc kiểm, trong mắt rõ ràng viết, ngươi không chịu theo giúp ta nghỉ lễ, lại nhìn chầm chầm lão đầu tử cười, có ý tứ gì, Hoa Dương, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể không để ý tới Trần Kính Tông cái này mù ăn bay giấm, nhưng ai để nàng tâm tình tốt đâu, đêm nay, binh Nguyệt mặc dù chỉ có nửa vòng tròn, nhưng Hoa Dương vẫn là tùy theo Trần Kính Tông đưa nàng ôm đến bên cửa sổ, cùng hắn học đòi văn vẽ. Chương 133, Trần Kính Tông đem Hoa Dương ôm trở về trên giường, hai người còn nói một lát lời nói, trên đường bỗng nhiên truyền đến canh hai gõ càng âm thanh, ma xui quỷ khiến, Hoa Dương nghĩ đến vị kia tàng các lão, những năm này nàng là không chút gặp qua tàng các lão, sớm mấy năm ngược lại là trong cung chạm qua mặt, trong trí nhớ tàng các luôn cái nhìn trung thực bổn phận văn thần bộ dáng nhưng dáng dấp đàng hoàng người chưa hẳn nhát gan, nghe nói cha chồng vẫn là thứ phụ lúc, tặng các lão thường xuyên tại triều đình, nội các giúp đỡ trước thủ phụ cùng cha chồng đối nghịch, nhưng khi đó tặng các già lực lượng là trước thủ phụ cho, đợi cha chồng thăng lên, tặng các lão lập tức biến thành rùa đen rút đầu, liền cha chồng mặt cũng không dám gặp, cáo bệnh ở nhà, duy nhất tâm nguyện chính là triều đình nhanh lên chuẩn hắn chào từ giả, để hắn cáo lão hồi hương, rời xa kinh thành chỗ thị phi này, tặng các lão loại này tính tình đời trước hắn nửa đêm qua đời cùng cha chồng thật không hề có một chút quan hệ sao đương nhiên cha chồng khẳng định không phải thật sự hãm hại tằng các lão mà là hoa dương bỗng nhiên hoài nghi có phải hay không là tằng các lão thái e ngại cha chồng cha chồng không lộ diện còn tốt cha chồng vừa đi thăm viếng ngược lại tăng thêm tằng các già bệnh tình quả thật như thế tằng các lão có lẽ sẽ còn nhiều sống một đoạn thời gian thẳng đến cha chồng lại đi thăm viếng lại bị sợ mất mật nghĩ đến loại khả năng này hoa dương ngủ không được, nàng không phải ngóng trong tầng các lão đêm nay liền đi, chỉ là vì loại này không cách nào triệt để nắm chắc thế cục mà bực bội, nếu như ngày mai cha chồng lại muốn đi thăm viếng tầng các lão, nàng nên ngăn trở thế nào, còn không có khốn, đèn đã tắt, Trần Kính Tông nghe ra nàng hô hấp không giống như là mệt trả rời dáng vẻ. hoa dương lắc đầu, ông lấy hắn thon gầy eo, quyết định trước không nghỉ, ngày mai lại tùy cơ ứng biến. Trần Kính Tông chính kỳ quái đêm nay nàng làm sao không chê trên người hắn nóng, vừa muốn xoa bóp nàng tay hoa dương đột nhiên buông ra hắn ôm lấy chăn mền chuyển quá khứ trần kính tông ngày kế tiếp trần kính tông xuất phát không lâu hoa dương cũng tỉnh thực sự là trong lòng chứa sự tình làm nằm càng khó chịu hơn thừa dịp sáng sớm mát mẻ hoa dương mang theo hai tên nha hoàng đi đi dạo vườn hoa trần đình giám cũng không biết đạo trưởng công chúa con dâu đang làm cái gì hắn hoàn toàn như trước đây sớm xuất phát đi nội các người hầu buổi sáng hắn cùng mấy cái thần tử tại càng thanh cung diện thánh lúc, canh giữ ở ngoài điện một cái thái giám bỗng nhiên thu được một tin tức, liền vén màn lên, hướng bên trong tìm kiếm đầu, đứng tại nguyên hữu đế bên cạnh phục vụ tàu lễ thấy, đi tới, nghe xong bẩm báo, lại đi trở về, thích thái hậu hỏi, chuyện gì, tào lễ mặt lộ vẻ bi thương, bẩm nương nương, hoàng thượng, mới tặng các quê quán bên trong đến báo, nói ngay tại vừa rồi, tặng các bệnh cũ trôi qua. Nguyên hữu đế lấy làm kinh hải, hôm qua còn khẩn cầu cáo lão tăng lão đầu, cái này không có rồi. Thích Thái Hậu mí mắt hơi nhảy, nhìn về phía Trần Đình Giám, Trần Đình Giám cùng nàng đối cái ánh mắt, lúc này lại không tốt giải thích cái gì, chỉ cùng mấy vị khác đại thần cùng một chỗ, nói chút nhớ lại tăng các già lời nói, cùng ở tại nội các mười mấy năm, cho dù là kẻ thù chính trị, cũng là có chút giao tình ở, Trần Đình Giám nói nói, trong mắt lại rơi lệ, mấy vị kia đại thần thấy, một bên bội phục thủ phụ lợi hại, một bên cũng nhanh chóng ấp ủ nước mắt ý, nguyên hữu đế khóc không được, trùng điệp thở dài, cũng bày ra tâm tình nặng nề, thích thái hậu làm chủ, gọi tào lễ tự mình đi tầng các quê quán bên trong truyền cho nàng khẩu dụ, ban thưởng tang nghi, cho đủ tăng gia thể diện, mấy vị đại thần lui ra, trong điện chỉ còn thích thái hậu, nguyên hữu đế, trần đình giám, thích thái hậu mới hỏi trần đình giám, hôm qua ngươi nhìn thấy tầng các lão tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên liền đi rồi, sớm không đi trễ không đi nhất định phải tại trần đình giám thăm bệnh về sau đi tin tức truyền đi những người kia lại muốn mượn trong cái này tổn thương trần đình giám trần đình giám không người nói hồi nương nương hôm qua chạng vạn tối thần xác thực dự định xuất cung sau liền đi tăng phủ thăm viếng chỉ là thần tôn nữ biển nghi không cẩn thận tổn thương mắt cá chân đau đến khóc lớn không ngừng thần vợ quan tâm sẽ bị loạn sớm phái quản sự đến tìm thần hồi phủ thần liền về trước phủ dự định đêm nay lại đi thăm viếng tăng các lão sao lại ngờ tới bởi vậy chậm trễ, lại không có cơ hội thấy Tằng các lão một lần cuối. Nói xong, hắn tiếc núi thở dài, thích thái hậu lại là nhẹ nhàng thở ra, may mắn trần gia ra cái này cọc sự tình, mới giúp trần đình dám tránh thoát một cọc phiền phức, thế sự khó liệu, các lão không nên tự trách, đúng, viễn nghi vết thương ở chân như thế nào. Thích thái hậu thích hợp biểu đạt quan tâm, trần đình dám. Lan Trung nhìn qua nói không có trở ngại, chỉ là tiểu cô nương nuôi phải yếu ớt, khóc đến quá hung, quả thực dọa sợ trưởng bối trong nhà. Nguyên hữu đế một mực yên lặng nghe, đối trần các già tôn nữ, hắn ngược lại là có chút ấn tượng, tỷ tỷ dường như rất thích nàng, ngũ quan không nhớ quá rõ ràng, chỉ nhớ rõ hắn nhìn thấy nha đầu kia lúc, nghĩ là nha đầu này nhưng so sánh trần các lão nhìn thuận mắt nhiều, trần phủ. Hoa Dương tạm thời không có gọi bọn nha hoàng thu dọn đồ đạc, nàng còn đang chờ một tin tức, tăng các lão cùng Trần Đình dám cùng ở tại nội các, mặt ngoài hòa khí vẫn là ở bây giờ tăng các bệnh cũ trôi qua, tăng gia cho thân bằng hảo hữu báo tan lúc, cũng bao quát trần gia, tôn thị là đương gia chủ mẫu, nghe nói tin tức này về sau, cũng kịp thời phái bọn nha hoàng thông báo tam phòng con dâu, hoa dương đến xuân hòa đường bồi bà mẫu ngồi ngồi, biết được một chút chi tiết, thí dụ như, tăng các luôn buổi sáng hôm nay mới đi, hoa dương tâm tình liền có chút phức tạp, đời trước cha chồng đi thăm viếng, tăng các lão nửa đêm qua đời, đời này cha chồng không có đi, Tằng Các lão kiên trì đến buổi sáng, có lẽ còn chứng kiến thê thiếp tử tôn, cho nên Tằng Các luôn thật nhiều sợ cha chồng a, đã Trần gia bên này tạm thời không có có gì cần nàng làm, Hoa Dương ngày đó về dài công chúa phủ, ban đêm Trần Kính Tông trở về, Hoa Dương đề cập với hắn việc này, Trần Kính Tông không hiểu nhiều nàng ý tứ, là muốn tiếc hận triều đình lại thiếu một cái bên trong các lão đầu, hay là bởi vì Tằng Các lão cùng nhà mình lão đầu là kẻ thù chính trị, nàng đem việc này làm tin tức tốt nói cho hắn đoán không được, Trần Kính Tông chỉ là gật gật đầu, biểu thị biết, sau đó bắt đầu ăn cơm. Hoa Dương gặp hắn hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng, không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nếu để cho Trần Kính Tông biết cha chồng kém chút liền đi thăm viếng tăng các lão, đều là bởi vì nàng mới tránh thoát cái phiền toái này, Trần Kính Tông khẳng định phải khen khen nàng A. Hoa Dương cũng không phải thánh nhân, có đôi khi làm chuyện tốt, nàng cũng hy vọng người khác có thế lĩnh nàng tình, thật tốt đưa nàng thổi phồng một phen chẳng qua nói ra liền phải giải thích một đống đồ vật, hoa dương lại không nghĩ nhiều lần đều đem trần gia lão thái thái dời ra ngoài, không bằng coi như không có chuyện này, nàng trò chuyện lên khác, ngày mai ta đi trước hoàng phúc tự, ngươi từ vệ sở ra tới, cũng không cần về thành, trực tiếp đi hoàng phúc tự tìm ta, trần kính tông lúc này minh bạch, tặng các già rời đi đối nàng cũng không có có ảnh hưởng gì. Không phải mỗi cái bên trong các lão đầu đều có thể đạt được nàng ưu ái, nhà mình lão đầu mệnh làm sao tốt như vậy. Trần Kính Tông hung hăng nhai nhai miệng bên trong thịt, ăn xong hỏi lại nàng, triều đình tổn thất một vị các lão, ngươi còn có tâm tình đi du sơn ngoạn thủy, hoa dương nhíu mày, không phải ngươi nhất định phải theo giúp ta ngao du, Trần Kính Tông, ta định là mùng bảy, sơ cửu là ngươi định, hoa dương xùy nói, không đến liền được rồi, trời nóng như vậy, ta vừa vặn còn không nghĩ dày vò, Trần Kính Tông tiếp tục ăn cơm, đến trên giường, hắn mới đưa một cái con mắt đều chẳng muốn cho hắn trưởng công chúa kéo đến trong ngực. Thân lỗ tai của nàng, ngày mai ngươi chừng nào thì ra khỏi thành. Hoa dương nhắm mắt lại, ngữ khí lãnh đạm, ta không ra khỏi thành, ta muốn để ở nhà nhớ lại Tằng các lão. Trần Kính Tông, hắn đều hai năm không có vì triều đình hiệu lực, dựa vào cái gì để ngươi nhớ lại. Hoa dương, ta nguyện ý. Trần Kính Tông, vậy không bằng đi hoàng phúc tự vì hắn thắp nén hương, càng lộ ra tâm thành. Hoa dương, cũng được, ta buổi sáng đi, bên trên sông hương liền trở lại. Trần Kính Tông cắn vành tai của nàng lại nơi nào là thật cắn, rõ ràng là đến tán tỉnh, nàng không muốn gọi Trần Kính Tông như ý, che lỗ tai, Trần Kính Tông đổi thành thân mu bàn tay của nàng, ngươi trước bất công lão đầu tử, ta mới cố ý tìm ngươi gốc rạ, hoa dương, ta lúc nào bất công phụ thân rồi, Trần Kính Tông, nếu như hôm nay xảy ra chuyện chính là lão đầu tử, ngươi còn có tâm tình đi hoàng phúc tự, đều là các lão. Ngươi cái này trưởng công chúa sao có thể khác nhau đối đãi? Hoa Dương cắn răng, bọn hắn xác thực đều là các lão, nhưng chỉ có trần các lão vẫn là của ta cha chồng, ta đối với mình cha chồng cùng phổ thông các lão, đương nhiên sẽ không đối xử như nhau, trần kính tông, nhưng ngươi đối với chúng ta phụ tử cũng chưa từng đối xử như nhau, trừ phi ngươi đối ta so với hắn tốt gấp trăm ngàn lần, không phải ta có thế cùng ngươi so đo cả một đời, hoa dương, tùy ngươi so đo, đừng quấy rầy ta đi ngủ là được, nói, nàng nghĩ chuyển đến giữa giường mặt đi. Trần Kính Tông nắm ở eo của nàng, Hoa Dương bóp hắn tay, Trần Kính Tông hấp khí, ngươi liền không thể khen câu ta mạnh hơn hắn. Hoa Dương đều cười, đừng nói ngươi, chính là các ngươi ba huynh đệ cộng lại, cũng so ra kém phụ thân vì triều đình hiệu lực. Trần Kính Tông, hiện tại ngươi có thể nói như vậy, chờ ta đến hắn cái tuổi này, khẳng định mạnh hơn hắn. Hoa Dương, nàng không cách nào phản bác lời này, bởi vì nàng cũng chưa từng thấy qua đời trước Trần Kính Tông hơn 50 tuổi lúc lập xuống những cái kia công tích, bởi vì hắn căn bản cũng không có cơ hội kia. Sau đó, Hoa Dương lại nghĩ tới cha chồng 25 tuổi thời điểm, khi đó cha chồng còn tại hàng lâm viện đảm nhiệm chức vụ, còn không có bị bao nhiêu người coi trọng, mà cái tuổi này Trần Kính Tông, đã lập qua chiến công. Cứ việc chỉ huy của hắn làm chức có nàng cùng cha chồng thể diện quan hệ, hắn trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái toàn bộ nhờ chính hắn. Các ngươi một văn một võ, căn bản không phải một cái so pháp, ngươi lại cần gì phải cùng phụ thân phân cao thấp hoa dương bất đắc dĩ nói nàng chủ động thả mềm thái độ chính là không so đo hắn lúc trước âm dương quái khí nói chuyện chanh chua trần kính tông đưa nàng quay tới nhìn xem nàng nói ta cũng không phải cùng hắn so đo ta là cùng ngươi so đo hoa dương lại lần nữa nhướng mày phong trần kính tông dùng lòng bàn tay miêu tả nàng tinh tế bay lên mà lộ ra kiêu căng tự phụ lông mày hình so đo ngươi vừa gã tới thời điểm luôn luôn nhìn ta không vừa mắt hoa dương ngươi làm sao không suy nghĩ ngươi lúc đó là đức hạnh gì? Trần Kính Tông, phàm là ngươi tốt với ta một điểm, ta cũng sẽ không như vậy đối ngươi. Hoa Dương, cũng vậy, phàm là ngươi cử chỉ ôn nhã một điểm, ta cũng sẽ không khắp nơi chướng mắt ngươi. Trần Kính Tông hô hấp nhất trọng, khắp nơi chướng mắt. Ta liền không có một chút để ngươi hài lòng địa phương, hắn biết khi đó nàng ghét bỏ mình, nhưng cũng không đến nỗi che giấu lương tâm nói hắn không còn gì khác. Hoa Dương rủ xuống tầm mắt, Trần Kính Tông nâng lên cầm của nàng, trong mắt một cổ ngoan kình nhi, đêm nay ngươi không nói rõ ràng, chúng ta ai cũng không cần đi ngủ. Hoa Dương liền làm ra cố gắng nhớ lại dáng vẻ, hồi lâu mới nói, khi đó, ngươi cũng liền mặt miễn cưỡng có thế nhìn, phàm là dung mạo ngươi lại xấu một điểm, cha chồng mặt mũi đều lưu không được ta, ta nhất định sẽ chuyển về công chúa phủ, Trần Kính Tông, trừ mặt, còn có cái gì? Hoa Dương lắc đầu, Trần Kính Tông không tin, lôi kéo nàng để tay trên người mình, nơi này không thích hoa dương liền phải vặn, trần kính tông nhào tới, đè ép nàng hung hăng hôn một cái, đêm mai hoàng phúc tự, ngươi không dám đi, ta xuất gia cho ngươi xem, hoa dương. Chương 134, buổi sáng Triều Vân làm trưởng công chúa chảy đầu lúc, nhìn thấy trưởng công chúa đột nhiên cười dưới, lông mi thật dài nửa rủ xuống, che lấp cặp kia thanh nhuận sáng tỏ mắt, chỉ một đôi thon dài bàn tay trắng nõn hững hờ mà thưởng thức lấy rủ xuống trước ngực một sợi sợi tóc. Triều Vân cười nói, trưởng công chúa nhớ tới chuyện đẹp gì rồi, hoa dương vừa phong trưởng công chúa lúc quen thuộc để người bên cạnh tiếp tục gọi nàng công chúa, nhưng thời gian một năm đi qua, trưởng công chúa xưng hô vẫn là dần dần thay thế công chúa, hoa dương cũng nghe quen, ngước mắt mắt nhìn triều vân, cũng không trả lời, triều vân hoặc bác nói, ta đoán a, à, khẳng định cùng phò mã có quan hệ, hoa dương nhưng cười không nói, nàng vừa mới đang nghĩ, nếu như hôm nay nàng thật không đi hoàng phúc tự phó ước, trần kính tông thực sẽ xuất gia sao? hắn tốt như vậy rượu lại trọng muốn nam tử khẳng định bỏ không được rời đi cái này hồng trần nhưng trần kính tông cũng đủ kiên cường nói không chừng hắn thực có can đảm đem tóc dài cạo trước kinh động cha chồng bà mẫu đi mắng hắn khuyên hắn tái dẫn nàng cái này trưởng công chúa tự mình đem hắn tiếp trở về mới bằng lòng nguôi giận đến cuối cùng hắn y nguyên dám mạo hiểm lấy giả hòa thượng thân phận tại nàng trong trướng làm sằng làm bậy ăn nói linh tinh hoa dương mới sẽ không cho hắn loại cơ hội này hắn không sợ bị người chê cười nàng cùng toàn bộ trần gia còn muốn mặt mũi đâu, chỉ là trần kính tông chạng vạn tối mới có thể đến hoàng phúc tự, hoa dương cũng không cần quá sớm đi ra ngoài. Kết quả ngay tại nàng ăn cơm trưa thời điểm, bên ngoài tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại, triều nguyệt đi ra ngoài nhìn một cái, kinh ngạc nói, trời làm sao âm, đây là muốn trời mưa a à. hoa dương nhíu nhíu mày, đợi nàng cơm nước xong xuôi, hạt mưa lớn chừng hạt đậu quả nhiên rớt xuống. Mà lại toàn bộ tầng mây đều là đen, cái này mưa rất có thể sẽ hạ đến trong đêm, ngày mai cũng chưa chắc có thế tin. Bốn cái đại nha hoàng đều nhìn nhà mình trưởng công chúa, hoa dương đơn giản có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục xuất phát tiến về Hoàng Phúc Tự, hoặc là phái người đi đại hưng tả vệ cùng Trần Kính Tông nói một tiếng, lần này thì thôi, hai khắc đồng hồ về sau, chu cắt hất lên áo tơi, xuất lĩnh 50 cái đồng dạng hất lên áo tơi thị vệ cùng nhau lên ngựa, hộ tống trưởng công chúa xa giá xuất phát hạt mưa ba ba nện ở ngoài cửa sổ trúc chất rèm cuốn bên trên hoa dương tâm lại là tỉnh nàng muốn nhìn một chút tại trời mưa to như vậy bên trong tại nàng cố ý không chào hỏi tình huống dưới trần kính tông sẽ đi hay không hoàng phúc tự phó ước hắn đi nàng cũng không tính một chuyến tay không hắn nếu không đi hoa dương tự có biện pháp thu thập hắn hoàng phúc tự hôm qua ngô nhuận liền phái người cùng hoàng phúc tự bắt chuyện qua đạo trưởng công chúa hôm nay hoàng hôn sẽ đến chùa ở một đêm chờ lấy bên trên sáng mai nén hương đầu, hoàng phúc tự an bài tốt khách viện, trưởng công chúa phái tới nha hoàng thái giám phụ trách thu thập, hoàng phúc tự cũng không cần khu trục cái khác khách hành hương, chú ý không để không rõ lai lịch người không có phận sự tự tiện xông vào trong chùa liền có thể, buổi chiều mưa to đột kích, ngược lại là đem trong chùa khách hành hương đều cưỡng chế di dời, vội vàng xuống núi, lưu lại một tòa tại trong mưa càng lộ ra u tỉnh siêu tục chùa chiền. Hoa Dương đến lúc đó, trong chùa hương tích trụ ống khói vừa toát ra từng sợi khói xanh, bởi vì Hoa Dương không nghĩ huy động nhân lực, trưởng công chúa xa giá đến lúc, chỉ có Hoàng Phúc tự chủ trì mang theo hai vị đức cao vọng trọng cao tăng tự mình đến nghênh đón. Hoa Dương tại núi Võ đang thời điểm cùng chư vị đạo gia cao nhân đã từng quen biết, lúc này cùng cao tăng nhóm nói chuyện, nàng cũng không chút phí sức, ba vị cao tăng đưa nàng đưa đến ngủ lại khách viện, cái này cáo từ. Hoa Dương đưa mắt nhìn cao tăng nhóm đi xa, tự đi phòng bên trong thay quần áo trưởng công chúa, nếu là phò mã coi là ngài sẽ không đến, hắn liền cũng không tới, ngài chuẩn bị như thế nào trừng phạt phò mã, theo tới triều vân, triều nguyệt trêu gẹo nói, hoa dương, trước chờ, hắn thật không có đến lại nói, triều vân cười, cùng triều nguyệt cùng một chỗ, đem hồng xiển lý trưởng công chúa cùng phò mã gia quần áo lấy ra, treo đến khách phòng trong tủ quần áo, trời mưa âm trầm, trời cũng tối sớm, hoa dương dùng qua cơm chay về sau, ngồi dựa vào bên cửa sổ, liền ánh đèn lật xem trong chùa đưa tới Phật Kinh. Đọc Kinh làm cho lòng người tỉnh, Hoa Dương lại không có suy nghĩ nhiều Trần Kính Tông đến tục cùng có thể hay không tới sự tình. Hoàng Phúc tự ở vào linh vụ sơn giữa sườn núi, khi màn đêm nương theo lấy nước mưa sớm bao phủ, một thất khoái mã đột nhiên dọc theo quan lộ phi nhanh đến chân núi. Trần Kính Tông ghiền chặt ngựa, ngẩng đầu nhìn ra xa giữa sườn núi, mơ hồ có thể thấy được một điểm mờ nhạt đèn đuốc. Hắn cũng không biết Hoa Dương có thể hay không tới, tóm lại hắn gọi phú quý về thành, vạn nhất hoa dương không đến, phú quý có thể nói cho nàng hắn động tĩnh, chờ Trần Kính Tông trở về lại cùng với nàng đòi hỏi đền bù. Lên núi chỉ có một đầu thềm đá đường, Trần Kính Tông đem tọa kỵ buộc tại một chỗ miễn cưỡng có thể tránh mưa dưới cây già, cái này liền từng bước mà lên, đến Hoàng Phúc tự bên ngoài, Trần Kính Tông gặp phải ra tới tuần tra Chu Cát, Chu Cát trong tay dẫn theo đèn lồng, nhìn thấy trong bóng tối có người đi tới, hắn một tay nắm chặt treo ở bên hông chui đao, một tay nâng lên đèn lồng, Trần Kính Tông hất lên áo tơi mang theo thoa mũ, khuôn mặt nửa đậy, Chu Cát trước hết nhất nhìn thấy, thế mà là hắn cười lúc lộ ra hai hàm răng trắng, Chu Cát, có thể để cho trưởng công chúa đội mưa đến Hoàng Phúc tự phó ước, phò mã là nên cao hứng, buông ra chui đao, Chu Cát chấp tay hành lễ, thuộc hạ gặp qua phò mã, Trần Kính Tông, ừm, um, các ngươi khi nào đến, hai người đơn giản trò chuyện vài câu, xác định hoa dương đoạn đường này bình an, Trần Kính Tông liền theo một cái tiểu thái giám đi vào, thẳng đến hai vợ chồng ngủ lại khách viện. Khách viện dùng đều là giấy dán cửa sổ, Hoa Dương không nhìn thấy trong viện tình hình, chỉ nghe thấy Triều Nguyệt bọn người cung nên phò mã tiếng cười, từng cái vui mừng hớn hở, cũng không biết tại cao hứng cái gì. Rất nhanh, Trần Kính Tông tiến đến, Hoa Dương ngẩng đầu, nhìn thấy toàn thân hắn quần áo ướt đẫm, chăm chú dán tại cao ngất kia tráng kiện trên thân thể mà Trần Kính Tông trên mặt anh Tuấn còn tại hướng xuống chảy xuống nước mưa. Hắn gần đây rám đen không ít, bây giờ chịu dầm mưa, bị ánh đèn dịu dịu vừa chiếu, lại lộ ra trắng nõn rất nhiều, có loại mỹ ngọc trơn bóng. Hoa Dương chính mình cũng dày vào chuyến này, đương nhiên cũng hy vọng Trần Kính Tông đến, nhưng nhìn gặp hắn cái này ước như chuột lột dáng vẻ, lại nhịn không được trách cứ, mưa lớn như vậy, ngươi hoặc là đừng đến, đến vì sao không mặc vào áo tơi, Trần Kính Tông trở tay đóng cửa lại lại một bên cởi áo nới dây lưng một bên nhìn xem nàng nói xuyên chỉ là mưa lớn đường xa không có quãng cái gì dùng hoa dương sớm đã chuyển hướng cửa sổ đưa lưng về phía hắn phòng bên trong dự sẵn hai thùng nước trần kính tông ướt nhẹp thăng tử trên dưới lau ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào nàng mảnh khảnh trên bóng lưng tiếng nước ào ào nàng thon dài cổ trắng nõn như ngọc hai lỗ tai vành tai lại nổi lên màu ửng đỏ trần kính tông nói đổi thành gia đình bình thường phụ nhân lúc này khẳng định vây quanh mắt mưa phu quân ân cần hầu hạ, ngươi ngược lại tốt, một điểm bận biệu đều không ban. Hoa Dương, Phật tổ ở trên, ngươi nói ít vài câu đi, Trần Kính Tông, ta đội mưa đưa cho hắn dân hương, như thế thành kính, hắn còn có thế cùng ta so đo cái này. Húng chi ta ghét bỏ chính là ngươi, cũng không phải hắn, Hoa Dương cười lạnh, ngươi đắc tội ta còn không bằng đắc tội Phật tổ, Phật tổ từ bi tha thứ khinh thường cùng ngươi so đo, ngươi thật đem ta khí đến, ta gọi chu các bọn hắn án lấy ngươi quy y ngươi đều không chỗ giải oan trần kính tông trưởng công chúa chính là uy phong ta xem như bị lão đầu tử hố thảm sớm biết kinh thành có như thế một mối hôn sự chờ lấy ta ta liền không nên chạy về tới hoa dương ngươi bây giờ chạy về đi cũng không muộn trần kính tông không có lại nói tiếp hoa dương không yên lòng đảo kinh thư sau một lát nghe hắn bên kia lau âm thanh kết thúc nhưng không có động tĩnh khác ngay tại hoa dương buồn bực hắn đang làm cái gì lúc sau lưng bỗng nhiên truyền đến sói nhào hổ vồ âm thanh xé gió, sau một khắc, một đôi đại thủ nắm chặt bờ vai của nàng hướng bên cạnh trên giường nhấn một cái, hoa dương liền bị trần kính tông đặt ở phía dưới, hoa dương chưa tỉnh hồn, đối đầu hắn vừa mới lau sạch sẽ khuôn mặt anh Tuấn, tóc dài buộc ở đỉnh đầu, đen nhánh con ngươi sáng ngời thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng, giả tâm bừng bừng, hoa dương mở ra cái khác mặt, trách mắng, mang cho ngươi y phục tới, đi trước bên trong thay đổi, trần kính tông, mang bác sao hoa dương nằm mơ đi trần kính tông cười có phải là sợ ta không đến bạch dự bị rồi hoa dương ngươi có tới hay không ta cũng sẽ không dự bị trần kính tông liền nhớ lại tại trên núi võ đang trận kia nàng so chân chính đạo cô cũng không có kém cái gì thanh tâm lại ít ham muốn trần kính tông lúc này cũng chỉ là trêu chọc nàng thôi thân trong chốc lát hắn thành thành thật thật đi bên trong mặt vào áo bào khách viện có cái phòng bếp nhỏ trần kính tông thu thập thỏa đáng sau khi ra ngoài Triều Vân, Triều Nguyệt cũng đem hắn cơm chay đã bưng lên, Trần Kính Tông ăn đến rất nhanh, thấu nhắm rượu, liền cùng Hoa Dương ngủ lại, bên này giường cũng không phải là rất mới, cũng không có bao nhiêu, chẳng qua màn lụa cùng đệm chăn chờ đều là dài công chúa phủ mang tới, khắp nơi lộng lẫy, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi liên miên không ngừng, xuyên thấu qua cửa sổ có rèm thổi tới từng đợt gió mát, mang theo mẫu đơn theo thù màn tơ tại mờ nhạt trong ngọn đèn khẽ đung đưa, bởi vì mát mẻ hoa dương cũng liền tùy ý trần kính tông từ phía sau ôm lấy nàng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến trần kính tông tại bên tai nàng nói chuyện hoa dương đã như vậy ngươi vì sao còn muốn tới trần kính tông ngươi không đến ta chỉ là một chuyến tay không ngươi đến ta lại không đến ngươi tức giận khả năng thật muốn bỏ ta hoa dương vì chút chuyện nhỏ này đừng ngươi chuyện đi bách tính muốn lên án ta quá mức ương ngạnh trần kính tông vậy ngươi chuẩn bị như thế nào phạt ta hoa dương Tại dài công chúa phủ đóng tòa Phật đường đi, phạt ngươi đi bên trong ăn chay niệm Phật ba tháng. Trần Kính Tông, ăn chay niệm Phật không tính là gì, ban đêm cho phép ta tiếp tục thị tẩm là được. Hoa Dương, Phật đường đều đóng, ngươi đương nhiên phải ngủ ở bên kia. Trần Kính Tông, ngươi quả nhiên sao Phật tổ còn hung ác. Hoa Dương cười cười, Trần Kính Tông sờ lấy khóe miệng của nàng, hỏi, ngày mai tiếp tục trời mưa, ngươi sẽ hối hận hay không đi ra ngoài. Hoa Dương không đáp. Trần Kính Tông chuyển qua bờ vai của nàng, dán lên nàng cánh hoa giống như môi. Sáng sớm hôm sau, hoa dương tỉnh lại lúc, Trần Kính Tông cũng không tại bên cạnh nàng, nàng ngưng thần lắng nghe, ngoài cửa sổ chỉ có giọt nước từ trên mái hiên rơi xuống rất nhỏ tí tách âm thanh. Bọn nha hoàng tiến đến phục thị nàng thay quần áo, hoa dương, phò mã đâu, Triều Vân lắc đầu, trước kia liền ra ngoài, cũng không có cùng chúng ta nói muốn đi đâu, mãi cho đến cơm chay đều chuẩn bị tốt, Trần Kính Tông mới trở về, nửa người trên còn tốt phía dưới vạt áo ống quần gần như toàn ẩm ướt giày mặt mũi giày bên trên cũng dính đầy bùn bọn nha hoàng thức thời lui ra hoa dương hỏi hắn đi cái kia ăn xin rồi trần kính tông ta đi dò đường đợi lát nữa dẫn ngươi đi phía sau núi đi một chút không phải chẳng phải là thật đến không một trận hoa dương liếc nhìn hắn giày bên trên bùn trần kính tông lão tổ tông đừng lo lắng ta lưng ngài đi qua hoa dương thật muốn đem trong tay chén trà ném trên người hắn ăn xong điểm tâm hai người đi trước phật tổ trước mặt dân hương bàn thờ trước bày biện hai cái bồ đoàn trần kính tông bồi tiếp hoa dương quỳ xuống trần kính tông nhìn về phía hoa dương hoa dương nhìn thẳng hắn một chút thu tầm mắt lại thành kính ưng thuận tâm nguyện lại tự tay đem hương hỏa cắm vào lư hương rời đi hoàng phúc tự về sau trần kính tông sớm đem hoa dương đeo lên cưỡi trên thông hướng phía sau núi thềm đá hoa dương ghé vào trên lưng hắn nhìn thấy xa xa trong núi quanh quẩn lấy bao quanh màu trắng mây mù nhìn thấy ven đường cành lá bên trên nâng từng khỏa ống ánh dọc nước, trên mặt có một chút hoa dại bị hôm qua mưa tưới đánh cho nằm rạp trên mặt đất, đỏ phấn hồng phấn cánh hoa y nguyên sạch sẽ kiều diễm, không khí trong lành mát mẻ, tại cái này nóng bức thời tiết mười phần khó được, vừa mới ngươi cùng Phật tổ cầu cái gì, đi tới đi tới, Trần Kính Tông đột nhiên hỏi, hoa dương, nói ra liền mất linh, Trần Kính Tông dưới chân một cái trượt, dọa đến hoa dương vội vàng ôm sát cổ của hắn, sau đó mới phát hiện Trần Kính Tông vậy mà là Trang, nàng bóp cổ của hắn thịt, Trần Kính Tông cúi đầu cắn mu bàn tay của nàng, hai người cứ như vậy một hồi nói chuyện một hồi náo, cuối cùng, Trần Kính Tông cổng hoa dương đi vào một mảnh khê cốc, nước trong và gợn sóng suối nước từ trượng cao trên vách đá rơi xuống, ánh nắng sáng sớm đưa tới, trên thác nước phương xuất hiện một vòng ngắn ngủi cầu vòng, đợi lát nữa mặt trời lớn chút nữa, chúng ta có thể ở đây chơi nước. Trần Kính Tông đem cùng một chỗ phòng ẩm vải dầu bày tại trơn nhẵn mặt đá bên trên, cùng Hoa Dương sóng vai ngồi xuống. Hoa Dương, ai mà thèm đùa với ngươi nước? Trần Kính Tông cười như không cười nhìn xem nàng. Hoa Dương quay đầu đi, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa trong khe nước. Trừ phía dưới thác nước, địa phương khác suối nước đều rất nhạt, cạn đến nàng có thế thanh thanh sở sở xem rốt cục hạ một tầng cát miệng. Chương 135, Hoàng Phúc tự thông hướng phía sau núi đường đã bị Chu các chờ dài công chúa phủ thị vệ giữ vững, tuyệt sẽ không bỏ mặt người nào đi phá hư trưởng công chúa cùng phò mã hứng thú đi chơi. Mặc dù như thế, làm Trần Kính Tông đề nghị Hoa Dương cởi xuống trên người nàng món kia thật dài cỏ màu xanh mẫu đơn văn cân vạt bối tử, cùng đầu kia cạn xanh ngọc trường ra váy dài, chỉ mặc bên trong một bộ màu trắng đủ ngực áo ngắn cùng một đầu thật mỏng lụa trắng quần lúc, Hoa Dương vẫn là sụ mặt cự tuyệt. Trần Kính Tông, ngươi không thoát, xuống nước liền phải cuốn lại, đem bên ngoài cái này thân váy áo làm ra nếp uống, bị trong chùa tăng nhân khách hành hương nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi cùng ta ở sau núi làm cái gì bất kính Phật tổ hoạt động, hoa dương, ta lúc đầu cũng không nghĩ xuống nước, chính ngươi đi chơi đi, Trần Kính Tông nhìn xem nàng tấm kia kêu căng mặt, nghĩ thầm mẫu thân còn nói tính tình của hắn cứng rắn, nhưng cùng với nàng miệng so ra, xương cốt của hắn đều tính mềm, nàng không thoát, Trần Kính Tông hai ba lần thoát ngoại bào, lộ ra rắn chắc tráng kiện lưng, không người, đưa lưng về phía hoa dương cuốn lên hai đầu ống quần, đừng nhìn Trần Kính Tông mặt cùng cổ rám đen một chút, kia bả vai phía sau lưng lại trắng nõn như ngọc, Trần Kính Tông bỗng nhiên quay đầu, hoa dương cấp tốc dời ánh mắt, Trần Kính Tông ý vị không rõ cười cười, mấy bước đi đến bên bờ, bước vào suối nước, hoa dương lúc này mới lại nhìn sang. Phát hiện suối nước mới đến chân hắn mắt cá chân, Trần Kính Tông tại suối nước bên trong mò chút cá, đi dạo một vòng, Gặp nàng ngồi tại trên tảng đá, thân lấy một đầu tay áo che chắn ánh nắng, nói: "Bắt ta áo choàng cản đi." Hoa Dương liền đem hắn để ở một bên áo choàng triển khai, che lên đỉnh đầu. Trần Kính Tông lại tại trong nước đi dạo một vòng, khi hắn chuyển hướng Hoa Dương, Hoa Dương liền sẽ nghiêng đi đầu, phản phất bộ ngực của hắn sẽ xấu đến nàng giống như. Hoa Dương không nhìn hắn, tự nhiên không rõ ràng hắn làm cái gì, chỉ nghe Trần Kính Tông đột nhiên kêu lên trời mưa, Hoa Dương vừa muốn nhìn lên bầu trời đột nhiên một mảnh bọc nước bị người dội đi qua, trừ đỉnh đầu bộ phận bị trần kính tông áo tràn ngăn trở, hoa dương bối tử, váy, đều bị xối một mảng lớn, hoa dương tức giận trừng mắt về phía suối nước bên trong nam nhân, trần kính tông lại không sự tình người, đi đến suối nước ở giữa cùng một chỗ tảng đá bên cạnh, đưa lưng về phía hoa dương ngồi xuống, cúi đầu gãy trong nước cắt miệng, hoa dương không làm được lên tiếng mắng to sự tình, nhưng trong lòng đầu kìm nén một đám lửa. Nàng nhìn xem cái này một thân ướt sũng y phục, nhìn nhìn lại thanh u yên tĩnh chung quanh, vừa ngoan tâm, đem bên ngoài bộ kia hoa lệ quý báu lại rườm rà vướng bận váy áo đều thoát, chỉnh chỉnh tề tề hàng vỉa hè bình tại bóng loáng ấm áp trên tảng đá, cuối cùng cởi xuống với giày cuốn lên lộ trắng quần ống quần, hoa dương đi chân đất đi vào suối nước, nàng một đường đi vào trần kính tông sau lưng, hai tay vốc lên một bụng nước. Tất cả đều xối đến Trần Kính Tông phản xạ ánh nắng rộng lớn lưng bên trên, bởi vì Trần Kính Tông không người cúi đầu, một bộ phận dọc nước dọc theo lưng của hắn lăn đến đầu vai của hắn, thác nước nhỏ giống như lọc vào trong suối. Trần Kính Tông bảo trì cúi đầu tư thế nhìn về phía sau lưng, tróc trách lưu động suối nước như là một chiếc gương, phản chiếu lấy nàng màu trắng áo trong, cùng khi sương tái tuyết da thịt, hắn rốt cục quay tới, nắm chặt hoa dương ướt sũng hai tay, ngửa đầu nhìn lại, trưởng công chúa nhất anh đào sắc cánh môi, sáng tỏ mắt phượng nổi giận đùng đùng nhìn hắn chầm chầm, Trần Kính Tông chỉ là cười, rõ ràng rất muốn chơi nước, lại nhất định phải bày trưởng công chúa giá đỡ chỉ sợ gọi người chê cười ngươi có hại ngươi uy nghiêm hoa dương chỉ coi nghe không hiểu trần kính tông thu hồi cười thần sắc chân thành nói ở trước mặt người ngoài là nên như thế nơi này chỉ có ngươi ta ngươi lại có cái gì không thả ra hoa dương lông mi khẽ nhúc nhích rủ xuống từ nàng ký sự lên người bên cạnh sẽ chỉ nhắc nhở nàng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi chớ có quên nàng là tôn quý công chúa trần kính tông nâng lên nàng tay hôn một chút vô luận ngươi cử chỉ thất lễ vẫn là quần áo không chỉnh tề ta cũng sẽ không cười ngươi ta chỉ muốn ngươi có thể làm ngươi thích làm sự tình hoa dương nhìn xem đỉnh đầu của hắn cha chồng cùng hắn hai người ca ca hư một ở nhà lúc đều thích dùng ngọc trâm buộc tóc trần kính tông lại không quá ưa thích ngọc trâm bình thường luôn luôn dùng một đầu màu mực dây cột tóc buộc tóc đơn giản chất phát nhưng cũng khí khái hào hùng mười phần hoa dương nhìn quanh một vòng âm thanh lạnh lùng nói vạn nhất có người tới trần kính tông ta tự mình đem người bắt trở lại, lại đâm mù ánh mắt của bọn hắn. Hoa Dương, nàng nơi nào có ác như vậy độc, nhìn hắn chầm chầm nói, vạn nhất có người tới, ngươi muốn ngay lập tức mang ta rời đi nơi này, tốt nhất đừng gọi đối phương nhận ra ngươi ta thân phận. Trần Kính Tông gật đầu, Hoa Dương chỉ hướng bên bờ, ngươi đi trên bờ đợi, mặc y phục lưu ý bốn phía, không cho phép nhìn ta, nàng vừa nói xong. Trần Kính Tông ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng, phía trên món kia ngắn tấm đệm tính chất coi như dày nhưng chỉ có đủ ngực cao lộ ra một mảnh lớn vai cái cổ về phần nàng phía dưới lụa trắng quần một lớp mỏng manh bên trong thon dài mảnh khảnh chân ẩn ẩn như hiện trần kính tông còn không có nhìn đủ hoa dương một tay nắm hắn tay phải một mực đem người đưa đến trên bờ mình đi có thế bị bóng cây che chắn khúc sông nước chảy đi dù sao cũng là tại giả ngoại khó được nàng nguyện ý phóng túng trần kính tông cũng không có quấy rối mặt ngoại bào cẩn trọng cho nàng canh gác hoa dương sống hai đời đây là nàng lần thứ hai ở bên ngoài nước chảy chơi tại lăng châu lần kia bởi vì ngay tại thị trấn đằng sau lúc nào cũng có thể có bách tính tới hoa dương chỉ dám lộ ra một đoạn bắp chân bây giờ nơi này sơn thanh thủy tú lại có xa xa chu các chờ thị vệ chỗ gần trần kính tông cho nàng canh gác hoa dương chơi lấy chơi lấy liền nghỉ triệt để tận hứng một lần ánh nắng càng ngày càng phơi suối nước cũng càng ngày càng ấm hoa dương đi đến thác nước đầm nước bên này nơi này nước sâu cự thạch cũng nhiều hoa dương đi đến mấy khối cự thạch ở giữa ghé vào trên tảng đá bốn phía quan sát trần kính tông trong mắt nàng nghiễm nhiên chính là một cái vừa mới hạ phàm tiên nữ vội vã tẩy đi trên đường dính dáng tới vết bẩn lại sợ bị phàm phu tục tử nhìn thấy hoa dương nhìn tới nhìn lui liền trần kính tông một cái không thành thật nàng nhắc nhở lần nữa hắn lưu ý bốn phía lúc này mới thấp xuống một lát sau trưởng công chúa trên người màu trắng đủ ngực áo ngắn cùng đầu kia lụa trắng quần đều xuất hiện tại cùng một chỗ trên tảng đá trần kính tông bên cạnh cỏ dại đều muốn bị hắn hao quang mà kia phiến núi đá ở giữa hoa dương một hồi trong nước bơi qua bơi lại một hồi ngửa mặt tựa ở trơn nhẵn mặt đá bên trên nửa người lộ ra nước thích ý nhìn qua chỗ gần thác nước xa xa trời xanh tiếng nước ào ào nàng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm ngẫu nhiên xuyên thấu qua tảng đá khe hở hướng trên bờ nhìn lại phát hiện trần kính tông vẫn ngồi ở bên kia mặc dù biết sâu kính hướng bên này liếc hai mắt nhưng cũng không có quên hắn nhất nên làm chính sự hoa dương liền an tâm tại trong đầm nước ngâm hai khắc nhiều chung hoa dương nổi lên mặt nước trước tiên đem phía trên hông khô mặt y phục lại tiếp tục phơi chân làm nàng một lần nữa trở lại trên bờ cũng chỉ thừa một chút đụng phải nước sợi tóc còn ướt nàng đứng tại một mảnh dưới bóng cây dùng ánh mắt ra hiệu trần kính tông tới phục thị nàng thay quần áo trần kính tông nhặt lên nàng sớm đã phơi khô bối tử váy dài vây quanh phía sau cây hoa dương nhắm mắt lại dang ra hai tay trần kính tông trước giúp nàng buộc lại váy dài lại giúp nàng phủ thêm bối tử kia vải áo mát mẻ tơ lụa che lấp trưởng công chúa một thân tiên tư ngọc cốt ngay tại hoa dương mở to mắt muốn kiểm tra mình dung nhang phải chăng vừa vặn lúc trần kính tông đột nhiên một tay nắm ở eo của nàng đưa nàng kéo vào trong ngực một tay nâng lên cầm của nàng vội vàng hôn xuống hoa dương cười bởi vì hắn vừa mới đầy đủ trung thực, lúc này nàng liền cũng nguyện ý cho hắn, nhưng nàng đánh giá thấp mới kia hết thảy đối Trần Kính Tông kích thích, Trần Kính Tông tay dần dần chuyển qua giải thắt váy của nàng bên trên, còn muốn lại giúp nàng giải khai. Hoa Dương một cái đẩy ra hắn tay, Trần Kính Tông đổi thành ôm nàng, tại bên tai nàng thở hổn hển. Hắn thở cực kỳ lâu, lâu đến Hoa Dương lo lắng hắn không nghĩ lại những thời điểm, Trần Kính Tông rốt cục buông ra nàng, nhưng Hoa Dương thoáng nhìn hắn căn bản còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại nàng đi ra một khoảng cách ngồi tại trên tảng đá nhìn nước trần kính tông dựa lưng vào thân cây đầu ngửa ra sau đối ngọn cây nhắm mắt dưỡng thần hoa dương nghiêng đầu trông thấy hắn so cây kia làm còn muốn thẳng tắp thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi trông thấy hắn hoàn toàn mở rộng ra cái cổ đường cong hầu kết thỉnh thoảng lại nhấp nhô hoa dương yên lặng thu tầm mắt lại rốt cục trần kính tông đi tới thần sắc đã khôi phục như thường chỉ ở nhìn nàng thời điểm đáy mắt đè nén cái gì? Hoa Dương, trở về rồi. Trần Kính Tông gật gật đầu, chuyển qua hướng nàng lộ ra phía sau lưng. Hoa Dương, chính ta đi thôi. Trên đường đã phơi khô. Trần Kính Tông ngồi sõng bất động. Hoa Dương đành phải nằm lên. Mùa hè y phục lại có thể dày bao nhiêu đâu? Trần Kính Tông đi không bao lâu, Hoa Dương đã cảm thấy phía sau lưng của hắn cùng vừa mới rót nước nóng bình nước nóng, một cổ hướng trên người nàng đưa nóng, kỳ quái là sáng sớm khi đi tới rõ ràng không có nóng như vậy, hoặc là ánh nắng biến phơi rồi. Hai người đoạn đường này đều không nói gì, chỉ có dính vào cùng nhau da thịt theo cước bộ của hắn mà nhẹ nhàng ma sát. Phía trước chính là Hoàng Phúc Tự, Trần Kính Tông cũng nhìn thấy Chu Cát Lặng yên biến mất thân ảnh, hắn quay đầu, trông thấy hoa dương ửng đỏ mặt. Trần Kính Tông đi đến bên cạnh dưới một thân cây, đưa nàng buông xuống, nói, nghỉ một lát đi, ngươi bộ dáng bây giờ, dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm hoa dương nhanh chóng nhìn hắn một cái quan võ chính là lợi hại rõ ràng trên thân nóng như vậy trên mặt lại là đứng đắn vô cùng trần kính tông bỗng nhiên che con mắt của nàng đừng nhìn ta hoa dương không rõ ràng cho lắm vì sao trần kính tông sắc mị mị ta sợ ta cầm giữ không được hoa dương nàng làm sao lại dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn hắn đẩy ra trần kính tông tay hoa dương vòng quanh cây chuyển nửa vòng cam đoan liền góc áo của hắn đều không nhìn thấy trần kính tông cười cười dựa vào thân cây nói ta hít mắt một hồi ngươi mặt không bỗng nói cho ta hoa dương sờ sờ mặt mình khẽ nói đều là trên đường phơi trần kính tông ừm lúc này ngày là rất độc xuất phát lúc hẳn là cầm một cây dù hoa dương về sau cũng không tiếp tục muốn mùa hè ra khỏi thành trần kính tông mùa hè nóng nhưng mùa hè cũng có mùa hè tốt hắn lúc này thanh âm có chút câm hoa dương ẩn ẩn đoán được hắn tốt là chỉ cái gì không tiếp tục nói tiếp Nơi xa một mảnh cao hơn nửa người cỏ dại về sau, Chu Cát âm thầm trốn ở chỗ này. Hắn vốn cho rằng trưởng công chúa cùng phò mã rất nhanh liền sẽ đi qua, hắn cũng có thể mang theo bên này bọn thị vệ rời đi, nhưng đợi rất lâu, đều không nhìn thấy kia hai đạo thân ảnh quen thuộc, chẳng lẽ gặp biến cố gì? Chu Cát lặng lẽ thò đầu ra, liền gặp phò mã gia tựa ở dưới một thân cây, trưởng công chúa váy từ phía sau cây lộ ra. Cái này lại là đang làm gì? Chu Cát không hiểu cũng không dám tự tiện đi qua quấy rầy tốt hoa dương trong đầu niệm mấy lần phật kinh cuối cùng đem đoạn đường này dị dạng ép xuống nàng từ phía sau cây chuyển ra tới lập tức liền đối đầu trần kính tông đưa tới ánh mắt hoa dương cấp tốc tránh đi nhìn không chớp mắt từ hắn bên người đi qua lại có chút hất cầm lên đi ở phía trước mặt trời chói chang trên không chậm rãi mà đi trưởng công chúa trong trẻo lạnh lùng kiêu căng dáng vẻ ngàn vạn trần kính tông cười cười tăng tốc bước chân vây quanh nàng phía trước thẳng tắp thân hình vừa lúc tại trên mặt nàng ném xuống một mảnh râm mát. Chương 136, bởi vì bên ngoài đã là trời nắng chan chan, hoa dương không có hào hứng lại đi nơi nào đi lại, không bằng sớm một chút hồi phủ, nghĩ cái thưởng tỉnh lại, còn có thể cùng Trần Kính Tông tại dài công chúa phủ rộng rãi tinh xảo trong vườn ngao du, để hắn chân chính hưởng thụ hạ hưu một thanh nhàn. bọn nha hoàng thu dọn đồ đạc, Trần Kính Tông theo nàng ngồi ở trong sân cây ngọc lan hạ đẳng, hai khỏa cây ngọc lan cành lá rậm rạp, trên mặt đất ném xuống một mảnh nồng âm. Trên bàn trà bày biển nước trà cùng màu đỏ tím nho, bởi vì hoa dương không thích ăn nho da, Trần Kính Tông liền phụ trách giúp nàng lột da, thủy nộn non nho thịt quả, làm cho hắn lòng bàn tay bên trên đều dính chút nước. Hắn đem đi da nho đưa tới trước mặt nàng, hoa dương dơ lên quạt tròn ngăn trở nửa gương mặt, không gọi bọn nha hoàng nhìn thấy, sau đó cúi đầu tiếp hắn phụng dưỡng, chung quanh ánh nắng sáng tỏ, nổi bật lên trưởng công chúa mặt càng phát ra trắng muốt tinh tế hết lần này tới lần khác một đôi môi đỏ đến tựa như bôi miệng son nhưng trần kính tông biết nàng chính là như vậy trời sinh tốt nhan sắc hiện tại vẫn là quá nóng chờ thời tiết mát mẻ xuống tới chúng ta cưỡi ngựa đi ra ngoài còn có thế chơi nhiều chút địa phương hoa dương ngươi mỗi ngày cưỡi ngựa qua lại về sở còn không có cưỡi đủ a à? trần kính tông quen thuộc huống chi cùng ngươi cưỡi ngựa cùng cưỡi ngựa đi làm kém căn bản không phải một chuyện hoa dương từ chối cho ý kiến thấy trần kính tông một mực thay nàng lột nho da chính mình cũng không ăn cái gì nàng tiện tay cầm bốc lên một viên nho nhét vào trong miệng hắn trần kính tông nhìn xem nàng tinh tế xinh đẹp đầu ngón tay liền da cùng một chỗ ăn chịu nàng có chút ghét bỏ một chút trần kính tông ngươi là mật bình bên trong trưởng thành không biết bao nhiêu bách tính đời này đều không có cơ hội ăn như thế một viên nho đừng nói bọn hắn sẽ không ghét bỏ nho da dày có người liền nho tử đều có thể nuốt hoa dương ngươi cũng không phải dân chúng tầm thường, coi như chính ngươi tại Lăng Châu những năm kia, cũng không đến nổi liền bàn nho đều ăn không nổi, Trần Kính Tông, nhưng ta còn là lần đầu tiên ăn trưởng công chúa cho ăn nho, Hoa Dương lại nguyết hắn một cái, Triều Vân, Triều Nguyệt cùng mấy cái tiểu thái giám quân đồ không ngừng mà ra ra vào vào khu nhà nhỏ này, đám tiểu thái giám không dám nhìn loạn, Triều Vân. Triều Nguyệt đã thấy trưởng công chúa cùng phò mã mặt đối mặt ngồi tại bàn trà hai bên, mặc dù phò mã cũng nên bị trưởng công chúa trừng mấy lần, giữa hai người lại có loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thân mật, thật giống như hoa ngọc lan đầu cành một đôi chim sẻ, một hồi truy đuổi đùa giỡn, một hồi lại đem hai viên tròn trị đầu kề cùng một chỗ, mang ra hồng xiển đều xếp lên xe, trần kính tông tự mình bung dù, che chở đeo lên duy mũ hoa dương đi xuống chân núi, có bọn thị vệ ở phía trước mở đường, trên đường thách hành hương nhóm nhau nhau né tránh đến một bên lại là cung kính lại là tò mò nhìn trong truyền thuyết hoa dương trưởng công chúa cùng phò mã gia thần tiên quyến lữ đi tới, lại dần dần đi xa, cuối cùng đã tới chân núi, hoa dương xa giá đã dừng ở bên này, đứng bên cạnh một người thị vệ, trong tay nắm trần kính tông tọa kỵ, tối hôm qua trần kính tông đem tọa kỵ buộc dưới chân núi, sáng sớm hắn liền phân phó chu các thu xếp thị vệ đi chăm sóc, miễn cho bị qua đường bách tính dắt đi, hoa dương ánh mắt tại con ngựa này trên thân quá một lần, lên xe trước. Trần Kính Tông lúc đi vào, liền gặp nàng đã lấy xuống duy mũ, lộ ra một tấm bởi vì đỉnh lấy dưới liệt nhật núi mà nóng đến đỏ bừng hai gò má. Trần Kính Tông lỏng lệt ngoại bào cổ áo, ngồi tại bên cạnh nàng, giúp nàng phiến cây quạt, làm xe ngựa đi, có gió nhẹ xuyên thấu qua rèm cửa thổi vào, hoa dương lúc này mới cảm thấy dễ chịu, ngươi cái này ngựa nuôi bao lâu rồi? Hoa dương hỏi, Trần Kính Tông nghĩ nghĩ, nói, vẫn là ta 18 tuổi vào kinh thời điểm, đại ca tặng cho ta. Hoa Dương không khỏi nói, đại ca đối ngươi thật là tốt, Trần Kính Tông, làm đại ca không đều như vậy, ta nếu là trong nhà lão đại, ta cũng sẽ chiếu cố huynh đệ phía dưới. Hoa Dương, quên đi thôi, ngươi chính là làm huynh trưởng, cũng chỉ sẽ làm hư phía dưới bọn đệ đệ, Trần Kính Tông, nói tiếp ngựa, thiếu dắt ta đại ca, khi nhàn nhạt mùi giấm lại xông ra, Hoa Dương đều chẳng muốn trừng hắn, đem chủ đề cuốn hồi mã trên thân, ngươi năm nay 25, kia ngựa cũng nuôi 8 năm đều nhanh lão đi, Trần Kính Tông, nơi nào lão, nó mới 13 tuổi, còn thuộc về tráng niên ngựa, hoa dương đối mã ngược lại là có chút hiểu rõ, bình thường 20 tuổi ngựa coi như lão mã, càng giảng cứu một chút phú quý tử đệ, ngựa quá 16 tuổi liền sẽ lui ra đến không còn cưỡi dùng, mà Trần Kính Tông thân phận như vậy, vậy mà chỉ có cái này một thất tọa kỵ, đã phi thường tiết kiệm, đừng nhìn hoa dương rất ít cưỡi ngựa. Nhưng trong chuồng ngựa cũng nuôi ba thất sinh đẹp bạch mã đâu, Trần Kính Tông, thế nào, ngươi nghĩ đưa ta một thất tuấn mã, hoa dương, muốn không, trần kính tông, vẫn là đừng, ngươi tặng ngựa khẳng định không rẻ, ta như cưỡi ra ngoài, để lão đầu tử trông thấy lại muốn húng ta reo rao, hoa dương trong lòng tôn kính cha chồng không giả, nhưng nàng thật muốn đưa trần kính tông vật gì tốt, cũng sẽ không để ý cha chồng nói thế nào thấy thế nào, liền nói bên ngoài trần kính tông con ngựa kia, cũng chính là mấy mười lượng bạc mặt hàng. Dù sao Trần Bá Tông lúc trước lại thích đệ đệ cũng sẽ không hoa mấy trăm lạng bạc rồng đưa đệ đệ một thất thượng đẳng bảo mã. Vừa đến hắn khả năng không có nhiều như vậy vốn riêng bạc, thứ hai có cha chồng ở phía trên nhìn chằm chằm, Trần Bá Tông như vậy hiếu thuận nghe lời, cũng không dám hoa nhiều bạc như vậy đi treo chọc nghiêm phụ trách cứ. Hoa dương mấy năm trước hoặc là không có cơ hội trông thấy Trần Kính Tông tọa kỵ, hoặc là tâm tư đều đặt ở đại sự bên trên, xem nhẹ cái này. Bây giờ nàng trông thấy, liền muốn cho Trần Kính Tông đổi thất tốt, đã được xưng tụng hắn trưởng công chúa phò mã thân phận ngựa chạy mau mau cũng có thể giúp hắn tiết kiệm trên đường lắc lư thời gian trần kính tông ngoài miệng nói không muốn hoa dương cũng liền không có lại kiên trì không quá để ý bộ dáng trở lại dài công chúa phủ hoa dương đi trước tắm rửa ra tới lại bồi trần kính tông dùng cơm nghỉ trưa thời điểm trần kính tông đàng hoàng nằm ở một bên nói với nàng ta gọi ngô nhuận thu xếp thuyền ban đêm mát mẻ ta nghĩ du hồ dài công chúa phủ bên trong kia phiến hồ vẫn còn lớn đầy đủ chủ nhân chèo thuyền du ngoạn trên hồ hoa dương đưa lưng về phía hắn có cũng được mà không có cũng không sao dạ nhưng nàng biết trần kính tông tại nhớ thương cái gì buổi sáng hắn nghẹn hung ác không phải đến điểm mới mẻ nhiều kiểu khả năng tán toàn thân lửa màn đêm buông xuống trần kính tông chống đỡ đơn bồng du thuyền chở hoa dương đi vào hồ trung ương bồng tử bên trong ngồi tại trên giường đọc sách trưởng công chúa là hắn tự tay ôm vào đến liên hoa bác chờ ác không thể thiếu vật cũng đều là hắn thừa dịp bóng đêm chuyển tới, ánh trăng trong sáng vẫy vào bình tĩnh trên mặt hồ, theo phò mã gia cái này người chèo thuyền buông xuống mái chèo tiếng bồng tử, du thuyền một đường cắt tới lưu lại sóng nước cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là cũng không lâu lắm, liền có mới sóng nước lấy chiếc này du thuyền làm trung tâm, lúc chậm lúc gấp hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Khi du thuyền cũng giống bị một trận vô hình phong bạo càng quét, trái phải lay động thoải mái đến kịch liệt, từ đầu đến cuối, chỉ có ánh trăng ôn nhu gần canh hai trời trần kính tông rốt cục buông ra hoa dương hoa dương dùng còn sót lại khí lực chuyển qua trên giường đối cửa sổ nằm nghiêng hắn đem rèm cuốn kéo lên chỉ còn một tầng thật mỏng xa thuyền nhỏ lúc ẩn lúc hiện lúc này bên này cửa sổ chính đối không trung minh nguyệt nửa vòng tròn trên mặt trăng có chút tối ảnh nhìn giống như một đôi thật dài tai thỏ hoa dương vô ý thức đem bên cạnh chăn mỏng che đến trên thân trần kính tông từ phía sau ôm tới tại bên tai nàng cười thật sợ bị hàng nga trông thấy a à. hoa dương có chút lạnh mà thôi huống chi người ta hàng nga cũng không phải ngươi vì sao muốn nhìn ta trần kính tông nghĩ nghĩ đoạt lấy nửa bên chăn mình ngăn trở mình vậy ta phải đề phòng nàng nhìn trộm ta hoa dương lại muốn gọi hắn ngậm miệng trần kính tông theo nàng nằm một lát cái này liền mặc vào bên trong quần ngồi xổm hai cái chậu đồng trước liền ánh đèn nghiêm túc thanh tẩy hoa dương xoay người lại gặp hắn bộ này nghiêm túc bộ dáng hiếu kỳ nói ngươi liền không có ngại quá dạng này quá phiền phức trần kính tông liếc nhìn nàng một cái có gì phiền phức cái này nhưng đều là bảo bối ta cũng không phải qua sông đoạn cầu người vong ân phụ nghĩa hoa dương dừng một chút nói ý của ta là hiện tại ngươi ta đều không có hiếu kỳ mang theo ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới không dùng cái này nữa trần kính tông ngươi nghĩ như thế nào hoa dương ăn ngay nói thật ta là cảm thấy đem cô mẫu tặng những cái kia sử dụng hết không sai biệt lắm liền có thể thuận theo tự nhiên, không nghĩ tới ngươi lại đi đặt trước một nhóm. Lúc đầu cô mẫu tặng những cái kia sang năm liền có thể sử dụng hết, nhưng phụ hoàng băng hà chậm trễ một năm, cho nên trong phủ hiện hữu hàng tồn có thể kiên trì đến nguyên hữu ba năm lúc này. Đến lúc đó Hoa Dương 24 tuổi, nếu như cha chồng còn rất tốt, đệ đệ cũng không tiếp tục cừu thị cha chồng, Hoa Dương cũng không cần lại kiên kỵ cái gì, để nàng ngoài ý muốn chính là. Trần Kính Tông vậy mà không có chút nào sốt ruột muốn hài tử, còn mình tìm được phương pháp, đón Trần Kính Tông phản chiếu lấy ánh đèn mắt đen, Hoa Dương nghi ngờ nói, đại ca tam ca dưới gối đều nhi nữ song toàn, ngươi thật không ao ước, Trần Kính Tông, ao ước, nhưng không nóng nảy. Người ta thành thân mặc dù hơn 4 năm, trong đó 2 năm tại Lăng Châu một năm làm đầu đế để tan, hai chúng ta khoái khoái hoạt hoạt cùng một chỗ thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền một năm rưỡi, một năm rưỡi này bên trong, ta đại đa số thời gian đều là đi sớm về trễ căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi ta liền bồi thời gian của ngươi đều không đủ lại ở đâu ra tâm tình nuôi hài tử hoa dương không hiểu nhiều lắm bọn hắn ban ngày chung đụng là ít ban đêm lại thường thường thân mật vô gian gần như hàng đêm đều gặp mặt hắn vẫn còn chê ít trên mặt của nàng lưu lại đỏ ửng một đôi mắt lại sáng tỏ trong veo hoang mang cũng rõ ràng lưu lộ ra trần kính tông cười cười trước tiên đem trong tay đồ vật rửa ráy sạch sẽ, kiểm tra lần cuối quá một lần không có rỉ nước, treo ở bên cạnh trên kệ, tắm thêm lần nữa tay, Trần Kính Tông ướt nhẹp một đầu khăn tử, ngồi vào bên giường, hầu hạ tổ tông lau mồ hôi, hoa dương thư triển thân thể, chỉ nhắm mắt lại, trưởng công chúa tôn quý lại tự tin, thận trọng thời điểm có, giống giờ phút này chính nàng phạm lười chỉ có thể gọi là hắn phục vụ thời điểm, nàng liền hào phóng thông dong. Ánh trăng như nước xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, chiếu xuống trưởng công chúa Mỹ Ngọc không tì vết trên thân thể, Trần Kính Tông buông thỏng mắt, một bên vì nàng lao, một bên hỏi, ngươi cảm thấy, vợ chồng là cái gì? Hoa dương đầu ngón tay khó mà phát hiện nắm lấy trên giường phủ lên tiệm tơ lụa mặt, nói, một nam một nữ, thành thân chính là vợ chồng, Trần Kính Tông, thành thân chỉ là nghi thức, chỉ là để hai người mang lên vợ chồng danh nghĩa, chỉ khi nào đã xảy ra chuyện gì, trên danh nghĩa vợ chồng rất dễ dàng mỗi người đi một ngã. Hoa Dương đột nhiên mở to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem hắn ngươi còn tại lo lắng ta sẽ bỏ ngươi hắn thường xuyên nói lời như vậy hoa dương chỉ coi hắn miệng không có ngăn cản trần kính tông ý tứ sâu xa nói thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà hoa dương nhíu mày có ý tứ gì trần kính tông bởi vì lão đầu tử ta mới có thể lấy đến ngươi ngày nào lão đầu tử đổ ngươi ta sẽ như thế nào hoa dương tim bỗng nhiên siết chặt kém một chút đều muốn coi là trần kính tông biết cái gì là trần kính tông thần sắc quá mức bình tĩnh là hắn vừa đúng khí lực để hoa dương hiểu được hắn không có khả năng biết phàm là hắn có thế dự liệu được đời trước cha chồng cùng trần gia hạ tràng hắn đều sẽ không như vậy đợi nàng thật tốt làm thế nào nhắc tới loại điềm xấu hoa dương hơi buồn bực coi như ngươi là phụ thân thân nhi tử cũng không nên luôn luôn dùng lời chú hắn trần kính tông ta không có chú hắn là hắn hiện tại làm sự tình quá đắc tội người phản đối hắn quá nhiều người nói không chừng ngày nào đem hắn vặn ngã, hoa dương trầm mặt, nàng giống như chưa từng có cùng Trần Kính Tông nghiêm túc đàm luận qua triều đình thế cục, nàng vừa định nói chút liền nàng cũng không thể xác định lời an ủi, thí dụ như nàng mẫu hậu cùng đệ đệ sẽ từ đầu đến cuối duy trì cha chồng, Trần Kính Tông mở miệng trước, ngươi không nỡ ta chết, nhưng nếu như thật đến ngày đó, lão đầu tử ném quan ta thành thảo dân chi tử, hoặc là lão đầu tử hoạch tội ta biến thành tội thần chi tử, ngươi sẽ như thế nào? Hoa Dương không có nghĩ qua vấn đề này, bởi vì đời này còn chưa có xảy ra, đời trước mặc dù trong miệng hắn ứng nghiệm, hắn lại sớm không tại, Trần Gia xung quân biên cương, nàng vẫn là tôn quý trưởng công chúa, Trần Kính Tông sờ sờ mặt nàng, ta cũng không muốn cầm hài tử cục ngươi. Chương 137, Hoa Dương không nghĩ tới Trần Kính Tông vừa mới tẩy xong vật kia, bỗng nhiên sẽ nói ra như thế một phen đứng đắn lại nặng nề, quá mức ngoài ý muốn, nàng nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. Trần Kính Tông giúp nàng mặc y phục, mình cũng phủ thêm ngoại bào, đi bên ngoài chống thuyền, du thuyền loạn choạng, hoa dương nằm tại trên gối đầu, cách một tấm lụa mỏng, xa xa nhìn trên trời nguyệt, kỳ thật Trần Kính Tông chỉ là thích miệng không có ngăn cản, nên làm chuyện đứng đắn thời điểm, hắn so với ai khác đều đứng đắn, hắn sẽ tại mưa to như chú trên núi bôn ba qua lại, chịu mệt nhọc hiệp trở bách tính tránh tai, mà sẽ không ao ước hai cái quan văn ca ca việc cần làm so hắn nhẹ nhõm hắn sẽ tại lăng châu một đám tham quan chen chúc hạ kiên trì chỉnh đốn vệ sở thay các binh sĩ tranh thủ quân lương ruộng đồng mà không phải cùng tham quan thông đồng làm bậy thu liễm tiền tài hắn dựa vào các lão nhi tử hoàng đế con rể thân phận dễ dàng cầm tới chính tam phẩm chỉ huy sứ chức quan nhưng hắn cũng dựa vào bản lãnh của mình suốt lĩnh đại hưng tả vệ đoạt được diễn đọ võ thử khôi thủ sau lại tại bình định dự vương tạo phản chiến sự bên trong nhiều lần lập quân công dạng này một cái chính trực thông tuệ người nhìn ra trần gia lúc này sắc màu rực rỡ hạ dấu giếm trùng điệp nguy cơ, lại có gì ra ngoài ý định, có lẽ, nếu như Hoa Dương chỉ là một cái bình thường khuê tú, Trần Kính Tông đã sớm cùng nàng nói đến hắn người đối diện bên trong lo lắng, nhưng bởi vì nàng là trưởng công chúa, là triều đình bên kia, hắn mới không có đề cập qua những cái này, đề phòng nàng hiểu lầm cái gì, lại tại Hoàng thượng, Thái hậu nơi đó nói lộ ra miệng. Đem giữa vợ chồng chuyện phiến biến thành liên lụy quốc sự triều cục đại sự hắn biết cha chồng phổ biến cải cách không dễ nhưng hắn chưa hề nghĩ tới khuyên can cha chồng chỉ yên lặng vì trần gia có thể sẽ có hạ tràng chuẩn bị kỹ càng loại này chuẩn bị bao quát hắn không muốn dùng hài tử cột nàng nói chuyện gì cột không cột nếu như hoa dương chướng mắt trần kính tông coi như nàng sinh hài tử nàng cũng sẽ không vì hài tử chiều theo hắn là trần kính tông mình hắn không tin cho dù không có hài tử đời này nàng cũng sẽ không ngừng nghĩ hắn càng sợ nàng hơn là bởi vì hài tử mới giữ lại hắn gia tộc này rơi xuống vũng bùng phò mã trần kính tông hỏi nàng có hiểu hay không vợ chồng là cái gì hoa dương minh bạch bởi vì nàng gặp qua chân chính vợ chồng sẽ đồng cam cộng khổ giống la ngọc yến đối trần hiếu tông như vậy yếu ớt hầu phủ tiểu thư rõ ràng có thể tại trần gia xảy ra chuyện sau bằng một phong ly hôn sách cùng trần gia thoát ly quan hệ nhưng la ngọc yến không có nàng thà rằng bốc lên phong tuyết chân mang xiềng xích cũng phải bồi tiếp trần hiếu tông đi biên cương chịu khổ trần kính tông không muốn cho hoa dương làm như thế thê tử hắn lựa chọn làm một cái nguyện ý buông tay trượng phu bởi vì hắn thẳng thắn cương nghị trần gia thật xảy ra chuyện hắn sẽ cùng trần gia cộng đồng tiến thối nhưng hắn lại không hy vọng hoa dương bởi vì hài tử lao tâm phí thần vì hắn quần nhau cho nên hắn không vội mà muốn hài tử cho nên hắn càng muốn trân quý hai người còn có thế vui sướng làm phu thê thời điểm cần nhờ bờ theo trần kính tông ngắn gọn nhắc nhở thân thuyền nhẹ nhàng chấn động một lần nữa dừng hẳn. Hoa Dương ngồi dậy, môi thuyền cửa vào rèm bị người bốc lên, Trần Kính Tông đi tới, nhìn nàng một cái, treo chọc nói, lão tổ tông mình có thế đi sao? Hoa Dương trừng đi qua, Trần Kính Tông đi vào trước giường, Hoa Dương úp sấp trên lưng của hắn, ngay tại Trần Kính Tông chuẩn bị đi ra ngoài lúc, Hoa Dương vòng quanh cổ của hắn, nhẹ giọng tại hắn bên tai nói, người hôn sự của ta, đích thật là bởi vì phụ thân mà thành nhưng vô luận về sau phụ thân là các lão vẫn là bình dân bách tính, vô luận trần gia là kinh thành đại tộc vẫn là nghèo túng nhà nghèo, ta cũng sẽ không bởi vì những cái này đừng vứt bỏ ngươi, ta như đừng ngươi, sẽ chỉ bởi vì bản thân ngươi làm có lỗi với ta sự tình. Trần Kính Tông trầm mặt một lát, cười nói, cho ta một trăm cái lá gan, ta cũng không dám thật xin lỗi ngài, hắn lại không đứng đắn, hoa dương khẽ nói, về sau không cho phép lại nói loại này không may lời nói. Trần Kính Tông bắt đầu đi ra ngoài, là ngươi hỏi trước hài tử của ta sự tình ta nói thật vẫn không được rồi hoa dương vạn cổ của hắn trần kính tông dừng ở cửa khoang thuyền miệng chờ hoa dương không vạn hắn nghiêng đầu hỏi ngươi hỏi ta có vội hay không làm cha ta như sốt ruột ngươi nguyện ý sinh hoa dương không nguyện ý cha chồng còn có ba tội không thể giải quyết mà mang thai sẽ tiêu hao nàng gần một năm tinh lực nàng sao có thể an tâm chờ sinh nàng hỏi lại trần kính tông ngươi bây giờ thật muốn làm cha trần kính tông ngươi gấp làm mẹ ta đêm nay liền có thể cho ngươi ngươi không nóng nảy chúng ta liền chờ một chút chờ bên ngoài tình thế ổn định ta cũng có thể chuyên tâm chiếu cố các ngươi đôi này lớn nhỏ tổ tông hoa dương như thế nào tính tình thế ổn định trần kính tông hạ giọng hoàng thượng tự mình chấp chính đi hiện tại đại sự cơ bản đều là thái hậu cùng nội các làm chủ hoàng thượng tuổi nhỏ nhìn không ra thái độ của hắn chờ hắn tự mình chấp chính hết thảy liền sáng tỏ hoa dương trầm mặc Trần Kính Tông, ngươi sẽ không đem lời này nói cho Hoàng thượng A, Hoa Dương, ta lại không ngốc, Trần Kính Tông, ngươi là không ngốc, nhưng ngươi cùng Hoàng thượng thân A, ta thật sợ ngươi đem ta bán, quay đầu Hoàng thượng nhìn ta không vừa mắt, lão đầu tử cũng trách ta nói nhiều tất nói hớ, làm cho ta trong ngoài không phải người, Hoa Dương, ngươi thật sợ, liền sẽ không nói với ta, làm hơn 4 năm vợ chồng, cho dù giữa lẫn nhau còn không có triệt để hiểu rõ đối phương nhưng cũng biết đối phương là cái gì bản tính, tựa như nàng thấy được Trần Kính Tông mặt dày vô sĩ hạ một thân chính khí, Trần Kính Tông cũng sớm biết nàng tuyệt sẽ không đem hai vợ chồng sự tình cùng quốc sự nói nhập làm một, Trần Kính Tông cưỡi trên bờ, bốn phía nhìn xem, xác định không người, lại cười cười, nhìn xem nàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, tại trong lòng ngươi, ta cùng hoàng thượng đồng dạng thân, thậm chí so hắn thân thiết hơn, Hoa Dương cũng cười, ngươi nghĩ thật là đẹp sáng sớm hôm sau, Trần Kính Tông lại cưỡi hắn kia thất nuôi 8 năm tọa kỵ đi vệ sở, Hoa Dương ăn xong điểm tâm về sau, gọi tới Ngô Nhuận, muốn hắn đi chợ ngựa bên trên nhìn xem có hay không sáng chói ngựa tốt, có thể đưa đến kinh thành mua bán lương câu cơ bản đều là mông cổ ngựa, mà mông cổ ngựa cũng có ưu khuyết phân chia, giống loại kia mấy năm khó gặp ngựa tốt, buôn ngựa tử trước kia liền cho kinh thành hào môn nhà giàu đưa tin tức, sau đó lại bị sớm mua đi, còn lại cho dù y nguyên được cho danh câu lại thỏa mãn không được hoa dương tặng lễ yêu cầu. Ngô nhuận lại là hiểu rõ nhất trưởng công chúa ánh mắt người, chạy ở bên ngoài một vòng, trở về phục mệnh, trưởng công chúa, chợ ngựa tạm thời không có gọi người hai mắt tỏa sáng danh câu, chẳng qua nô tỳ cùng những cái kia buôn ngựa tử chào hỏi, để bọn hắn lại có mới ngựa tới, trước cho chúng ta phủ thượng đưa tin tức, cho dù quan kinh thành đầy đất đi, tại phía ngoài hoàng cung, cũng không có cái kia một nhà uy vọng có thế vượt trên hoa dương dài công chúa phủ, hoa dương đại khái muốn chờ bao lâu, ngô nhuận, trung thu trước có thể sẽ có một nhóm mới ngựa vận chuyển tới, tính toán thời gian, cũng liền còn có một tháng kế tiếp nhưng chờ, hoa dương gọi ngô nhuận lưu ý lấy, nàng tạm thời buông xuống ngô ngựa sự tình, đến mùng 1 tháng 8, hoa dương như cũ tiến cung cho mẫu hậu thỉnh an, thích thái hậu thấy nữ nhi khí sắc hồng nhuận, biết nữ nhi tại ngoài cung trôi qua so trong cung còn tiêu giao tự tại, mà dù sao đều thành thân nhanh 5 năm. Thích Thái Hậu thật sợ nữ nhi tiêu giao quá mức, Trêu đến phò mã hiểu lầm nữ nhi trong lòng không có hắn, bạch bạch xa lánh vợ chồng tình cảm, đều 22, nên muốn hài tử. Thích Thái Hậu ôm nhu khuyên nhủ, Thích Thái Hậu là cái nghiêm khắc mẫu hậu, đời trước Hoa Dương cũng không dám vi phạm mẫu hậu, đời này nàng lại không như vậy kính sợ, chu môi nói, ngài thúc giục ta nữa, về sau ta không tiến cung, Thích Thái Hậu, nương là vì tốt cho ngươi, ta nói như vậy cũng là vì ngài tốt, miễn cho lần sau ta còn không nghe ngài ngài lại muốn sinh khí. Thích Thái Hậu cảm thấy, nữ nhi ngụy biện càng ngày càng nhiều, chỉ là nữ nhi khi còn bé nàng có thể để ma ma nhìn chầm chầm nữ nhi nghiêm túc học lễ nghi, bây giờ lại không có cách nào can thiệp nữ nhi cùng phò mã trong phòng sự tình. Hai mẹ con dằn co lúc, nguyên hữu đế đến, đệ đệ đi xong lễ, hoa dương liền mượn cớ mang đi đệ đệ, hai tỷ đệ chuyển sang nơi khác nói chuyện, tỷ tỷ gây mẫu hậu không vui vẻ rồi. Nguyên hữu đế vẫn là rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhất là mẫu hậu sắc mặt, hoa dương tại trong lương đình ngồi xuống, gọi tào lễ, triều vân bọn người thối lui đến bên ngoài, nàng mới cùng đệ đệ nói thân mật lời nói, mẫu hậu thúc ta sinh con đâu, ta không vui vẻ, nguyên hữu đế ánh mắt nhanh chóng đảo qua tỉ tỉ bụng dưới, vành tai ửng đỏ, hoa dương đổ không phải cố ý cùng đệ đệ nói cái này, nàng là đi vòng khen trần kính tông cùng trần gia. Nhà khác đều là cha mẹ chồng hoặc trượng phu sốt ruột dòng giỏi vấn đề, ta ngược lại tốt, nhà chồng không vội, mẹ ruột ngược lại là nhất cấp. Nguyên hữu đế mỗi ngày bị mẫu hậu, đám đại thần quán thâu các loại lễ pháp giáo điều, ngược lại là minh bạch mẫu hậu ý tứ, mẫu hậu là sợ tỷ tỷ một mực không mang thai được, bị bách tính lên án, hoa dương, thế nào, ngươi cũng đứng tại mẫu hậu bên kia, nàng bốc lên mảnh khảnh lông mày phong, một bộ nguyên hữu đế dám gật đầu, nàng liền phải phát tác dáng vẻ, nguyên hữu đế cũng không dám đắc tội tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ là sinh khí còn tốt, vạn nhất tỷ tỷ coi là người trong nhà đều không giúp nàng, tỷ tỷ nên khổ sở. Nguyên hữu đế vội nói, ta đương nhiên duy trì tỷ tỷ, tỷ tỷ nghĩ lúc nào vốn liền lúc nào sinh, ai dám phía sau nghị luận tỷ tỷ, ta gọi cẩm y vệ bắt hắn. Hoa dương cười, người có phần này tâm tỷ tỷ liền thỏa mãn, cũng không dùng kinh động cẩm y vệ, bỏ qua việc này. Hai tỷ đệ bắt đầu chia sẻ đã qua một tháng trong cung ngoài cung một chút mới mẻ sự tình. Hoa Dương nâng lên nàng cùng Trần Kính Tông Hoàng Phúc tự chi hành, coi như hắn vận khí tốt, thật đi, không phải ta phải phạt hắn tại hoàng phúc tự quy y. Nguyên hữu đế thật sâu thay Trần Kính Tông lau một vệt mồ hôi, mưa lớn như vậy, đổi thành hắn đại khái là sẽ không đi ra ngoài, cũng may mắn Trần Kính Tông chất phát trung thực, lại coi trọng tỷ tỷ, mới bảo trụ tóc của hắn. Hoa Dương nói xong, đến phi nguyên hữu đế, đọc sách xem chính đều rất nặng nề ngột ngạt, hắn cảm thấy tỷ tỷ sẽ không cao hứng nghe những cái kia, liền cũng chuyên chọn thú vị sổ gấp nói, thí dụ như một nơi nào đó quan bởi vì dung túng tiểu thiếp ức hiếp chính thất, bị đồng dạng làm quan nhạc phụ hung hăng tham gia một đạo sổ gấp, đúng, thác đắc bên kia cho triều đình tiến cống ngựa tốt sứ thần đã qua kế châu, mấy ngày nữa liền đến kinh thành, phò mã oai hùng phi phàm, ta chuẩn bị từ lần này cống ma ly chọn một thất ban thưởng cho hắn, hoa dương trong lòng hơi động, thác đắc bên kia thừa thải danh mã, nhưng ngựa chính là quân nhu. Buôn ngựa tử muốn đem trên thảo nguyên ngựa vận đến Trung Nguyên ra bán, đều muốn trước trải qua thác đát quan viên tuyển chọn, ngựa số lượng cùng phẩm cấp đều có hạn chế, có thể nói, bu ngựa tử thủ bên trong những cái kia bị bọn hắn khen đến sống động như thật thiên lý mã, đặt ở thảo nguyên có lẽ chỉ là đã trên trung đẳng mặt hàng, thác đát cho triều đình tiến cống lại không giống, 500 con tuấn mã, làm sao cũng phải có vài thất đứng đầu nhất bảo mã, mới sẽ không tổn hại thác đác mồ hôi mặt mũi, vô duyên vô cớ, vì sao muốn thưởng hắn. Hoa Dương không lắm để ý hỏi. Nguyên hữu đế, hắn là anh rể của ta, hắn đợi tỷ tỷ tốt, ta thưởng hắn một con ngựa tính là gì? Hoa dương, được thôi, quay đầu ta liền cùng mẫu hậu nói, đây là ta cố ý từ ngươi nơi này cho phò mã lấy ban thưởng, miễn cho nàng tổng hoài nghi ta khi dễ phò mã, còn có ngươi ban thưởng phò mã thời điểm, cũng phải lộ ra công lao của ta, để hắn lĩnh ta tình. Nguyên hữu đế, tỷ tỷ đợi phò mã thật đúng là tốt a. À. Chương 138, mồng ngày 6 tháng 8, Thác Đắc đến Trung Nguyên tiến hiến cống ngựa sứ thần đến kinh thành, Triều đình phái lễ bộ quan viên trước tiên ở dịp quán chiêu đãi những cái này sứ thần, chờ Sơ Cửu Nguyên hữu đế vào triều thời điểm, Thác Đắc sứ thần nhóm lại tiến cung bái kiến, mùng 8 ngày nọ buổi chiều, Hoa Dương tiến cung, Thích Thái hậu, tháng 6 tháng 7 ngươi đều chỉ tại đầu tháng tiến cung, lần này tới, không phải là vì ngày mai Thác Đắc sứ thần hiến ngựa, Hoa Dương, mấy trăm thất thối hoắt ngựa có gì đẹp mắt, mới ta nghĩ trưa lúc mộng thấy mẫu hậu lại đặc biệt tưởng niệm, lúc này mới đến. thích thái hậu, bàn bàn như thế nhớ thương nương, nương thật đúng là cảm động. nàng nhìn nữ nhi ánh mắt, rõ ràng là đã đoán được nữ nhi tiểu tâm tư. hoa dương cười dựa đi tới, mặt sát bên mẫu hậu bả vai, mẹ, ngày mai sứ thần hiến ngựa, ngài muốn đi xem náo nhiệt sao? thích thái hậu, triều hội liền thôi, chùng ngựa bên kia ta đi một chuyến. hoa dương, vậy ta bồi ngài cùng một chỗ đi. thích thái hậu, lại muốn cho mình chọn một thất a? Nàng nhớ kỹ nữ nhi đặc biệt thích lông tóc tuyết trắng tuấn mã, tiên đế tại thế thác đắc mấy lần hiến ngựa, tiên đế đều sẽ cố ý đem xinh đẹp nhất bạch mã ban thưởng cho nữ nhi. Đừng nhìn thích thái hậu chướng mắt tiên đế rất nhiều nơi, nhưng mỗi lần nhớ tới tiên đế đối hai đứa bé cưng chiều, thích thái hậu trong lòng cũng sẽ có chút buồn vô cớ. Hoa Dương, ta không muốn, là của ngài con rể tốt, những năm này một mực cười lúc trước đại ca hắn tặng một thất lão mã, hắn không chê khó coi ta ngại vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này gọi đệ đệ thưởng hắn một thất. Thích Thái Hậu tự nhiên ngóng trong nữ nhi cùng con rể vợ chồng ân ái, nữ nhi bình thường ương ngạnh, khó được chịu đối phò mã tốt một lần, Thích Thái Hậu cũng vui vẻ phải duy trì. Chạm vạn tối một nhà ba người dùng chung bữa tối, Hoa Dương lại làm lấy mẫu hậu mặt cùng đệ đệ lấy ngựa, Nguyên Hữu Đế buồn cười phối hợp tỷ tỷ diễn một tuần kịch. Hôm sau, Nguyên Hữu Đế sớm đi vào triều, thác đắc là mấy năm gần đây mới hướng triều đình cúi đầu xưng thần, nếu như lúc này ngồi tại trên long ỷ chính là tiên đế, dù là tiên đế háo sắc xa gần nghe tiếng, tiên đế niên kỹ ở nơi đó bày biện, thác đắc sứ thần nhóm đều sẽ cung cung kính kính nói chuyện. Nhưng trước mắt nguyên hữu đế mới vừa vặn 14 tuổi, vốn là gầy gò thân hình, lại bị rộng lớn long ỷ một sấn, càng phát ra như cái lông còn chưa mọc đủ hài tử, như thế nào để kia sáu vị tráng kiện như núi thảo nguyên hán tử thực tình thần phục, nói tới lần này cống ngựa, Cầm đầu thác đắc sứ thần thanh âm to mà nói: "Hoàng thượng, năm nay là ngày xây nguyên chi niên, chúng ta khả hãn để tỏ lòng chúc mừng, trừ dựa theo hiệp nghị sưu tập 500 thất thượng đẳng tuấn mã tiến hiến cho ngài, hắn còn đem năm nay tìm kiếm đến một thất ngàn năm khó gặp tuyệt thế bảo mã đưa tới, đợi lát nữa ngài gặp một lần liền biết." Trên long ỷ, Nguyên Hữu đế cùng Trần Đình dám liếc nhau, hướng thác đắc sứ thần cười nhạt một tiếng, "Đã là tuyệt thế bảo mã, trẫm sao để cho khả hãn bỏ những thứ yêu thích?" Thác đắc sứ thần cười đến càng lớn tiếng, hoàng thượng không cần phải khách khí, nếu như kia ngựa chịu nghe ta nhóm khả hãn, khả hãn hẳn là cũng không nỡ đưa ngài, chỉ là kia ngựa tính tình quá mạnh, chúng ta khả hãn mấy lần ý đồ hàng phục cuối cùng đều là thất bại, khả hãn liền nói, này mã đại khái chỉ có thể bị trung nguyên thiên long chi tử chỗ hàng phục, cho nên gọi chúng ta mang tới hiến cho ngài, nguyên hữu đế khó mà phát hiện nhếch lên khóe môi, hắn lại tự phụ cũng biết mình mới 14 tuổi thân thể xa xa không thể cùng thác đác khả hãn so sánh, thác đắc sứ thần nói như vậy, rõ ràng là muốn nhìn chuyện cười của hắn, nhưng vào lúc này, thích cẩn ra khỏi hàng, cười đối thác đắc sứ thần nói, không biết khả hãn phải chăng có để cái thác thảo nguyên dũng sĩ nếm thử hàng phục kia ngựa, thích cẩn mặt trắng như ngọc, dù là hắn mặt quan võ quan bào, thác đắc sứ thần cũng chướng mắt loại này tiểu bạch kiểm, miệt nhưng nói, tuyệt thế bảo mã, như thế nào người người đều có thể nhúng chàm thích cẩn liền sợ kia ngựa chỉ là bình thường lương câu chỉ là tôn khả hãng cao tuổi lực có thua ngắn ngủi một câu đem sáu cái thác đắc sứ thần đều chọc giận xếp thành một loạt vén tay áo lên liền phải đối thích cẩn động thủ nguyên hữu đế trách cứ thích cẩn nói không thể đối khả hãng vô lễ thích cẩn lúc này mới hướng thác đắc sứ thần nhóm hành lễ bồi tội dáng dấp đẹp mắt người hào hoa phong nhã chấp tay bồi tội càng phát ra phong độ nhẹ nhàng thác đắc sứ thần nhóm biết được trung nguyên lễ tiết thích cẩn đều như vậy, bọn hắn lại tiếp tục gây sự, cũng có vẻ bọn hắn thô lỗ hẹp hòi. Thác đắc sứ thần trùng điệp hừ một tiếng, dơ lên cổ nói, là bảo mã vẫn là phàm câu, chúng ta đi trường đua ngựa xem xét liền biết, còn lại cũng không cần nhiều lời. Nguyên hữu đế trước phái người đi cung nghênh thái hậu, lại xuất lĩnh văn võ bá quan cùng thác đắc sứ thần tiến về trường đua ngựa, thích thái hậu. Hoa Dương chỉ so với bọn hắn đến chậm thời gian một chén trà công phu. Nguyên hữu đế cung cung kính kính tiến lên cho thích thái hậu hành lễ, văn võ bá quan cũng đều cúi đầu không người, thác đắc sứ thần nhóm mặc dù cũng đi theo hành lễ, ánh mắt lại không lắm cung kính tại thích thái hậu mẫu nữ trên mặt quét một lần, bọn hắn chướng mắt trung nguyên một đám tiểu bạch kiểm nam nhân, nhìn xem đôi này trên đời này tôn quý nhất mẫu nữ, nhưng lại đều cảm thấy kinh mỗi ngày người, đi hành lễ, hoa dương hai tỷ đệ một trái một phải canh giữ ở mẫu hậu bên người, đem người đi vào trường đua ngựa bên này trên đài cao về phần kia sáu cái thác đắc sứ thần, chỉ có thể nghẹn uất ức quất theo sát Trần Đình dám bọn người đi ở phía sau. Trên đài cao sớm đã dọn xong ghế, hoàng đế một nhà ba người ngồi ở giữa, mấy vị các lão cùng sáu vị thác đắc sứ thần phân biệt ngồi tại trái phải dưới tay, cái khác văn võ quan viên đều đứng, nguyên hữu đế, hiến ngựa đi, tào lễ lập tức hô to một tiếng hiến ngựa, lại có cái khác thái giám theo thứ tự đem hoàng thượng khẩu dụ truyền xuống, chốc lát, Ngự mã dám chăm ngựa quan cùng thác đắc đi theo chăm ngựa quan cùng một chỗ nắm 500 linh một con tuấn mã đi tới, chợt nhìn một cái, kia 500 con tuấn mã từng cái phiêu phì thể kiện, nhưng cẩn thận phân rõ một phen, liền sẽ phát hiện cái này 500 con ngựa tồn tại ưu khuyết phân chia, trong đó 10 thất thượng đẳng nhất, còn lại chính là tương đối bình thường mông cổ ngựa, mặc dù tại Trung Nguyên cũng có thể bán trên trăm mười lượng bạc, lại không đủ để các đạt quan quý nhân cảm thấy hiếm có. Ngoài ra, có khắc một thất toàn thân đỏ thẩm lông tóc tuấn mã, là đơn độc dắt tại đàn ngựa bên ngoài ra sân, mà cái này một thất, tại 500 con tuấn mã phụ trợ dưới, y nguyên hạt giữa bầy gà, bao quát hoa dương ở bên trong, ánh mắt mọi người đều ngay lập tức rơi xuống đỏ thẩm tuấn mã trên thân, thác đắc sứ thần sờ sờ hắn rối bời râu ri, vẫn lấy làm kiêu ngạo nói. Cái này thất đỏ thẩm ngựa chính là chúng ta khả hãn cố ý hiến cho hoàng thượng tuyệt thế bảo mã càng là thiếu niên lang càng dễ dàng bị bảo mã bảo kiếm bực này tự mang hiệp khí phong vật hấp dẫn nguyên hữu đế cũng không ngoại lệ hắn đối kia thất đỏ thẩm tuấn mã có thể nói là vừa thấy đã yêu cho dù biết thác đắc sứ thần nhóm rách tâm không tốt nguyên hữu đế y nguyên cười khen ngợi cái này thất đỏ thẩm tuấn mã trong truyền thuyết tam quốc xích thố nói chung chính là như thế trần kính tông nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hoa dương cái này hai tỷ đệ một cái yêu tam quốc chu lan một cái yêu tam quốc xích thố khi còn bé cùng một chỗ nghe tam quốc cố sự a à, hoa dương không có lưu ý đến trần kính tông ánh mắt nàng còn tại nhìn kia thất đỏ thẩm tuấn mã đời trước lúc này nàng mặc dù đã trừ phục cũng không cần vì trần kính tông để tan, nhưng cũng không có hào hứng chạy tới trong cung nhìn thác đác khí ngựa nhưng nàng đối với chuyện này có ấn tượng chính là tin tức truyền ra trong cung ngô nhuận thăm dò được lại báo cho nàng biết đã ngựa là hiến cho đệ 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 đương nhiên muốn thử cưỡi nhưng như thế liệt mã đám đại thần nào dám để đệ đệ mạo muội tiếp cận, mà là trước hết để cho bọn thị vệ nếm thử. Liên tiếp ba cái ngự tiền thị vệ đều bị liệt mã bỏ rơi lưng ngựa, thủ khác biệt trình độ tổn thương. Sau đó, Nam Khang cha chồng tỉnh An Hầu thỉnh cầu nếm thử. Tỉnh Nam Hầu là bản triều đại tướng, lúc trước bởi vì dự vương tạo phản bị vắng vẻ một năm, chính kìm nén một hơi, nhưng hắn vận khí không tốt, đồng dạng bị liệt mã đánh xuống đến, hắn lại là tuổi gần 60 lão thân tấm, về sau nuôi thật lâu mới lại khôi phục hành động tự nhiên. Tỉnh An Hầu chủ động xin đi thất bại, cái khác quan võ ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, thích cẩn tự đề cử mình, xưng hắn chính là đệ đệ biểu ca, thường xuyên bạn giá, trên thân hơi nhiễm chút đệ đệ thiên tử khí tức, có lẽ có thể thành công. Thích cẩn cũng là thật có năng lực, cuối cùng hàng phục cái này con liệt mã, nhưng nghe nói cũng tại hàng phục quá trình bên trong bị chấn đoạn ba cây xương sườn, suýt nửa phế một đôi tay bị hàng phục liệt mã cũng là mệt mỏi không nhẹ đồng thời cũng tổn hại ngạo khí đệ đệ lại đi cưỡi thử cũng không liền thuận thuận lợi lợi trùng hợp ứng thác đắc sứ thần này ngựa chỉ chịu ngoan ngoãn vì trung nguyên thiên tử hiệu lực lúc đầu chuyện này không cần hoa dương lo lắng cái gì có thể nàng lặng lẽ nhìn về phía trần kính tông nàng thường xuyên tại đệ đệ trước mặt tán dương trần kính tông cường tráng đời trước trần kính tông sớm không có đời này hắn thật tốt đứng ở chỗ này đợi lát nữa đệ đệ có thể hay không yêu cầu Trần Kính Tông đi hàng phục này ngựa. Thích cẩn quản đoạn xương sườn, Hoa Dương nghe một chút liền thôi, đổi thành Trần Kính Tông, Hoa Dương cũng không nhẫn tâm, càng sợ Trần Kính Tông quản đoạn phải không chỉ là xương sườn. Suy nghĩ dâng lên, Hoa Dương trong lòng bàn tay cũng toát ra một tầng mồ hôi rịn, rất nhanh, thác đắc sứ thần tự mình đem đỏ thẩm tuấn bả dắt qua đến, mời Nguyên Hữu Đế cưỡi thử. Nguyên hữu đế không có rụt rè, thật muốn đi thử, sau đó Trần Đình dám chờ nội các đại thần liền ra mặt khuyên can, quan văn miệng vốn là lợi hại, huống chi những cái này sắp thành tinh các lão nhóm, tiếp dẫn kinh điển một phen xuống tới, đã khuyên can nguyên hữu đế, cũng bảo toàn nguyên hữu đế mặt mũi, về phần những cái kia thác đắc sứ thần nhóm, căn bản nghe không hiểu mấy cái lão đầu lại lãi nhải cái gì, dù sao bọn hắn liền đợi đến nhìn trung nguyên quân thần nhóm trò cười, sau đó, nếu không có gì ngoài ý muốn, nguyên hữu đế liền phải thu xếp bọn thị vệ đi cưỡi thử. Hoa Dương bỗng nhiên mở miệng, hỏi thác đắc sứ thần, các ngươi trên thảo nguyên, đều là như thế nào thuần phục ngựa. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoa Dương, thác đắc sứ thần thích trưởng công chúa Mỹ Lệ, trả lời lúc cũng rất khách khí, đem mấy loại thuần phục ngựa phương thức nói cho Hoa Dương, trong đó đối với loại này từ bên ngoài bắt trở về liệt mã, bình thường đều là lấy lực hàng phục. Nghe nói người Trung Nguyên sẽ dùng roi sắt trừng phạt không nghe lời ngựa, chúng ta thảo nguyên nam nhi kinh thường như thế, ngựa có linh tính, là chúng ta tốt nhất đồng bạn, có thể nào lấy bình thường xuất vật đại chi. Hoa dương vuốt cầm nói, ngựa xác thực linh tính 10 phần, cái này thất đỏ thẩm ngựa đã bị các ngươi xưng là tuyệt thế ngựa tốt, linh tính sợ là không thua tại người. Thác đắc sứ thần kiêu ngạo cười một tiếng, nó nhưng thông minh, mềm không được cứng không xong, chính là không chịu gọi chúng ta khả hãng cưỡi. Hoa dương, nó nguyện ý xuất hiện tại khả hãng trước mặt, nói rõ ban sơ nó vẫn là muốn vì khả hãn hiệu lực, chỉ là nó phát hiện khả hãn cũng không phải là nhân gian minh quân, cho nên không chịu cúi đầu, thác đắc sứ thần nụ cười cứng đờ, hoa dương lại nhìn về phía đệ đệ của mình, bảo mã lương câu ngàn năm khó gặp, giống như trị quốc hiền tài trăm năm khó được, mà từ xưa đến nay đại hiền nhóm đều đều có các tính tình, có người tích cực nhập thế, cũng có người tạm thời tị thế chỉ đợi bá nhạc. Như thuộc hán trước chủ ba lần đến mời phương mời được gia các vì đó sử dụng hoàng thượng này ngựa muốn vì minh quân hiệu lực dũng mãnh cường kiện như khả hãng lại không cách nào làm cho này ngựa tâm phục khẩu phục đủ thấy nó tìm không phải chỉ biết chinh chiến bốn phương bá chủ chính là lòng mang thiên hạ nhân quân nhân quân chiêu hiền đại sĩ khiến cho bốn phương bách tính quy thuận cho nên ta cho rằng hoàng thượng cũng nên lấy lễ thiện đãi này ngựa thường xuyên tự mình chăm sóc dùng ngươi khoan hậu nhân ái ý chí cảm hóa nó như thế mới có thể hiển lộ rõ ràng triều ta minh quân đạo trị quốc nguyên hữu đế hắn vẫn chấn kinh với tỷ tỷ lời nói này, Trần Đình dám chờ văn thần trước hết nhất quỳ xuống, hô to trưởng công chúa anh Minh, quan văn quỳ, quan võ cũng rầm rầm quỳ xuống, thích thái hậu cười, tán thưởng mắt nhìn nữ nhi, lại đối nguyên hữu đế nói, ngươi tỷ tỷ có lý, này ngựa buông ba ngàn dặm đến ta trung nguyên, hoàng thượng há có thể dùng mang lực đại chi, kia tuyệt không phải triều ta đại khách, đợi mới chi đạo, nguyên hữu đế rất thích con ngựa kia, thích đến cây vốn không muốn làm cho người khác giúp hắn thuần hóa mà lại hắn biết rõ, thuần phục liệt mã vốn cũng không nhưng một lần là xong, cho hắn thời gian chậm rãi quen thuộc cái này thất ngựa, lại có thuần phục ngựa qua ngày ngày giảm xuống giả tính của nó, khả năng hai ba tháng trôi qua, cái này ngựa liền ngoan ngoãn nghe hắn sai sử, nguyên hữu đế liền dùng nhân quân bộ này lý do thoái thác đuổi thác đắc sứ thần, thác đắc sứ thần quốc ức A, luận giảng đại đạo lý, bọn hắn cái này sáu tấm miệng, liền vị kia nũng niệu trưởng công chúa đều nói không lại. Chương 139, Nguyên hữu đế xuất lĩnh đám người hạ đài cao, đi vào đỏ thẩm tuấn mã bên người. Cái này ngựa xác thực đủ liệt, chỉ là đã bị thác đắc bắt được mấy tháng, giả tính bao nhiêu thu liễm một chút, không chịu gọi người cưỡi, sờ hai lần vẫn là không sao. Nguyên hữu đế càng xem càng hài lòng, thác đắc sứ thần còn muốn khuyến khích nguyên hữu đế thử xem, nguyên hữu đế lại là cầm ổn, cười đến câu chiêu hiền đại sĩ, liền ngăn chặn đối phương miệng, thưởng thức xong cái này thất tạm thời không thể ngồi cưỡi tuyệt thế bảo mã, Nguyên hữu đế gọi người đem kia thượng đẳng 10 thất lương câu dắt đi qua, cái này 10 thất lương câu tượng trưng cho thác đắc mặt mũi, mỗi một thất cũng là đáng giá ngàn vàng. Nguyên hữu đế nhìn một vòng, đối đi ở bên người Hoa Dương nói, tỷ tỷ nhưng có thích, Hoa Dương khiêm tốn nói, bảo mã tặng anh hùng, rơi xuống tỷ tỷ trong tay chính là nhân tài không được trọng dụng. Nguyên hữu đế trêu chọc nói, tỷ tỷ như lo lắng cái này, lại đem ngựa tốt ban thưởng cho bên người anh hùng chính là, nói, hắn mỉm cười nhìn đứng tại quan võ ở giữa Trần Kính Tông một chút, Trần Kính Tông, bên người vang lên một chút thiện ý tiếng cười, Trần Kính Tông nhìn về phía Hoa Dương, Hoa Dương chỉ coi không nghe thấy bên kia trầm thấp ồn ào, cảm ơn đệ đệ hảo ý, nàng nghiêm túc chọn lựa tới, cái này 10 con ngựa kỳ thật khó phân sàng sàng nhau, không sai biệt lắm thân cao, không sai biệt lắm mạnh mẽ uy mãnh, chỉ là lông tóc, mặt ngựa có chút khác nhau. Hoa Dương nhìn trúng một thức toàn thân đen nhánh nhưng cái trán có đám tuyết trắng lông tóc tuấn mã, mà kia đám lông trắng tròn trịa một đoàn, biên giới hiện ra gần sóng hình, giống một đóa bọc nước, cũng giống một đóa chưa hoàn toàn nở rộ bạch cánh mẫu đơn, chỉ bằng đóa này mẫu đơn, Hoa Dương cũng thích nó. Tinh tế ngón tay trắng nõn vuốt ve quá tuấn mã cái trán, Hoa Dương quay đầu, hướng Nguyên Hữu Đế nhoẻn miệng cười, cái này thất đi, ta nhìn nó rất là hợp ý. Nguyên Hữu Đế đương nhiên chuẩn triều đình còn muốn thiết yến khoản đại thác đắc sứ thần, nhìn qua ngựa về sau, nguyên hữu đế mang lên chúng thần rời đi, hoa dương kéo mẫu hậu cánh tay, hai mẹ con hướng càng thanh cung đi đến, thích thái hậu, bàn bàn nghĩ như thế nào đến như vậy một phen lý do thoái thác, hoa dương, ta là sợ vạn nhất ngự tiền thị vệ nhóm cũng hàng phục không được con ngựa kia, đến lúc đó đệ đệ tự mình đi thử quá mức nguy hiểm, không thử thì phải bị thác đắc sứ thần nhóm chế dẻo, vừa sốt ruột liền nghĩ đến thích thái hậu vui mừng đập vỗ tay của nữ nhi trước kia là nương xem nhẹ ngươi không nghĩ tới ngươi còn có lần này khẩu tài hoa dương cười nói nhất thời tiểu thông minh thôi ngài mới thật sự là cơ trí thích thái hậu tâm tình rất tốt làm cha mẹ đều ngóng trong nhi nữ thành tài nàng hai đứa bé này một cái là hoàng đế một cái là trưởng công chúa cái trước công tội không phải là tự có hậu nhân căn cứ sử quan ghi chép kết luận nữ nhi bên này bằng vào năm ngoái theo quân chi công cùng hôm nay đang chạy chuồng ngựa bên trên nhân quân chi luận, đã đủ để tại sử sách bên trên lưu lại hiền danh, nữ nhi có hiền danh truyền thế, nàng làm mẫu hậu cũng kiêu ngạo, hoa dương bồi mẫu hậu dùng qua ăn trưa, liền dẫn nàng kia thất ngự tứ thiên kim tuấn mã về dài công chúa phủ, hoa dương là thật thích cái này con tuấn mã, gọi người dắt đến tê phượng điện bên này xem đi xem lại, sau đó liền đợi trong thư phòng, bôi bôi vẽ tranh. Suy nghĩ cho nó đặt trước là một bộ có thể cùng nó anh tư xứng đôi y ngựa nếu như là hoa dương mình cưỡi, nàng nhất định phải tại trên yên ngựa khảm nạm một chút bảo thạch, nhưng này mã hội đưa cho Trần Kính Tông, hắn đại khái không thích những cái này lòe loẹt, xây một chút sửa đổi một chút, mặt trời lặn trước đó, hoa dương sắp hết tại vẽ xong đồ giao cho ngô nhuận, gọi hắn thu xếp công tượng đi làm, nàng mới tắm rửa ra tới, ngồi vào trong viện để mát mẻ gió thu thổi khô tóc, liền gặp Trần Kính Tông từ hành lang bên kia tới, mặc một bộ dáng màu đỏ thường bào, tóc mai hơi ướt hiển nhiên là tại lưu vân điện tắm rửa qua nàng hỏi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy trần kính tông nói buổi trưa trong cung bồi hoàng thượng khoảng Đại thác đắc sứ thần kiến hội giải tán lúc sau mấy cái kia sứ thần nhất định phải kéo chúng ta mấy cái quan võ đi so tài cung tiễn té ngã buổi chiều liền không có đi về sở hoa dương dò xét bờ vai của hắn ngươi cùng bọn hắn té ngã rồi trần kính tông gật đầu hoa dương biết hắn võ nghệ qua người tại trung nguyên cũng là hiếm thấy thẳng tắp thân hình chỉ là cùng mấy cái kia thác đắc sứ thần so tráng kiện vẫn là kém mấy phần giống như trường kiếm cùng đại đao ăn thiệt thòi không trần kính tông chỉ sau so khí lực ta không bằng bọn hắn cánh tay đều bị bọn hắn cầm ra mấy đạo thủ ấn chẳng qua ta dùng xảo kình thắng hai trận hoa dương thử bóp cánh tay của hắn trần kính tông yên lặng nhìn xem nàng chỉ ở hoa dương tay chuyển qua hắn cánh tay lúc khẽ nhíu mày hít vào một hơi hoa dương đem hắn đưa đến nội thất gọi hắn thoát áo Trần Kính Tông làm theo, hắn cánh tay còn thật trắng, dẫn đến kia mấy đạo tím xanh thủ ấn rõ ràng hơn. Hoa Dương phân phó Triều Nguyệt cầm cử ứ dược cao tới, Trần Kính Tông lũng lên áo bào, chờ Triều Nguyệt đi, hắn mới một lần nữa lộ ra bả vai, nhìn xem Hoa Dương, nhìn nhìn lại bị Triều Nguyệt để ở một bên bình xứ. Hoa Dương, mình bôi, cũng không phải động đậy không được. Trần Kính Tông nhận mệnh mở ra bình xứ, một bên móc thuốc một bên nhìn chầm chầm nàng, hiện tại hồi tưởng năm ngoái trong doanh trướng ngươi, quả thực cùng nằm mơ giống như, hoa dương, dù sao cũng so chưa làm qua mạnh, huống chi ta không thích thuốc cao mùi vị, Trần Kính Tông đều muốn đem thuốc cao bôi đến trên cánh tay, nghe vậy động tác dừng lại, vậy ta không cần, lúc đầu cũng không có như vậy yếu ớt, ban đêm hung đến ngươi ngược lại được không bù mất, hoa dương, ngươi không cần, ban đêm liền hung ta đều không có cơ hội, Trần Kính Tông cười cười, ngoan ngoãn sức thuốc, hoa dương tò mò hỏi hắn, thắc đắc khiến cho hoàng thượng con ngựa kia, nếu để cho ngươi đi thuần phục ngươi có chắc chắn hay không trần kính tông cái này cần thử mới biết được chẳng qua ai thử đều là một cọc khổ sai may mắn ngươi thông minh thay hoàng thượng cũng thay chúng ta những cái này quan võ miễn một cọc phiền phức người thác đắc tâm đen ngoài miệng ngược lại là biết nói chuyện kéo cái gì con ngựa kia chỉ có trung nguyên thiên long chi tử khả năng hàng phục có lời này ở phía trước quan võ hàng phục không được ngựa là vô năng ném triều đình mặt mũi nhưng nếu như hàng phục khi chẳng phải thành thiên long chi tử đưa hoàng thượng ở chỗ nào trừ phi tình thế bắt buộc trần kính tông cũng sẽ không đuổi tới đoạt cái này khổ sai thật muốn bên trên hắn cũng phải làm ra ném nửa cái mạng khả năng hàng phục liệt mã dáng vẻ dùng cái này để chứng minh hắn không phải cái gì thiên long chi tử hoa dương khẽ nói ta cũng là không muốn xem thác đắc sứ thần nhóm phách lối đắc ý hiến ngựa liền hiến ngựa còn nhất định phải sinh sự đoan trần kính tông một mặt nịnh nọt hiện tại bọn hắn biết triều ta trưởng công chúa lợi hại, về sau khẳng định thành thành thật thật, hoa dương nghiêng hắn một chút, Trần Kính Tông tiếp tục vuốt mông ngựa, hoàng thượng cũng tán thành ngài lập công lớn, cả triều văn võ đều không có ban thưởng ngựa, chỉ thưởng ngài, hoa dương cười nói, kia ngựa đúng là ngựa tốt, Trần Kính Tông sắc mặt biến hóa, ngươi thử qua rồi, mặc dù thất hắc mã này hẳn không có đỏ thẩm ngựa như vậy cương liệt tử, nhưng thảo nguyên bên kia đưa tới. Cũng không biết hoàn toàn thuần phục không có, bạn nhất không có, liền hoa dương cái này yếu ớt thân thể, thật bị quăng xuống tới, hoa dương, còn không có, đợi lát nữa để chu cát thử trước một chút, trần kính tông, có ta ở đây, vì sao muốn để hắn thử, hoa dương, ngươi là ta phò mã, dù sao cũng là dài công chúa phủ nửa cái chủ tử, có thể nào để ngươi làm thử ngựa việc cần làm, trần kính tông, vì lão tổ tông phân ưu, thần sông pha khói lửa không chối từ, hắn chững chạc đàng hoàng, hoa dương chịu không được, đứng dậy đi ra ngoài, Trần Kính Tông đuổi theo, từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nàng bên cạnh cái cổ, vành tai, chờ hoa dương vô lực nương đến trong ngực hắn, Trần Kính Tông mới quay về tai của nàng ổ hỏi, có phải là chọn đến tiễn ta, hoa dương, ngươi kia ngựa không phải còn đang lúc tráng niên sao, lại là ngươi thân đại ca tặng, nơi nào cần đổi, Trần Kính Tông, hắn tặng có thế cùng ngươi tặng so. Ta không nghĩ ngươi bạch bạch hoa mấy trăm lạng bạc trồng tốn kém, cái này ngựa là được không, chỉ cần ngươi đưa, ta liền dám thu. Hoa Dương muốn cười, Trần Kính Tông bình thường nhiều ngạo khí, trừ phi vì đi ngủ, hắn rất ít chịu thua, bây giờ lại thẳng thắng cùng nàng lấy ngựa đến, đi trước thử xem, khả năng nó nhìn ngươi không vừa mắt, không chịu cho ngươi cưỡi. Trần Kính Tông không nói gì, chỉ đem nàng quay tới, hung tận thân một trận, hai khắc đồng hồ về sau, hai vợ chồng đến dài công chúa phủ trường đua ngựa, trường đua ngựa ngay tại chuồng ngựa đằng sau các chủ tử muốn cưỡi ngựa có thể tới bên này, các chủ tử không có hào hứng, chăm ngựa tiểu thái giám cũng phải thường xuyên linh lợi ngựa, không phải một mực đem ngựa nhốt tại trong chuồng ngựa, ngựa cũng phải sinh bệnh. Tiểu thái giám lâm thời cho mới tới ngựa tứ hắc mã phối một bộ y ngựa, hoa dương đứng ở một bên, nhìn xem Trần Kính Tông đem con ngựa này từ đầu đến cái mông sờ một lần, cuối cùng ôm lấy ngựa cổ dáng dáng mặt, dường như còn nói thầm cái gì, ta thử trước một chút, nó như nghe lời, đợi lát nữa mang ngươi cùng một chỗ, cùng bảo bối ngựa quen thuộc, Trần Kính Tông xoay người mà lên, cùng Hoa Dương lên tiếng chào hỏi, cái này liền lao vụt mà đi, tuấn mã mạnh mẽ, tựa như một đạo màu đen gió cấp tốc chạy xa, rất nhanh lại từ trường đua ngựa khác một bên trở về, Kim Hoàng Trời chiều đem trên lưng ngựa Trần Kính Tông hoàn toàn bao phủ, thẳng đến hắn kìm ngựa dừng ở mấy bước bên ngoài. Hoa Dương mới nhìn rõ hắn tinh thần phấn chấn khuôn mặt anh Tuấn, hắn hướng nàng đưa tay, Hoa Dương không nhúc nhích, Trần Kính Tông rủi ngựa đi vào bên người nàng, lại đưa tay. Hoa Dương lúc này mới đem để tay đến hắn khoan hậu lòng bàn tay. Trần Kính Tông cúi người, một tay nắm chặt nàng tay, một tay nâng ở nàng dưới nách, sau một khắc, trưởng công chúa rườm rà váy tại không trung cánh hoa tung bay, chợt rơi vào hắn ôm ấp, bên cạnh ngồi Hoa Dương, bản năng vây quanh ở hắn thon gầy eo. Trần Kính Tông thân thiết nàng lọn tóc, đợi nàng quen thuộc, dục ngựa chạy chậm lên, nghịch trời chiều thời điểm, Hoa Dương cảm nhận được chính là gió, nhìn thấy là xa xa trời xanh, làm Tuấn Mã chạy nửa vòng quay tới, vàng ống ánh trời chiều đâm vào nàng rủ xuống tầm mắt, nhìn thấy hắn nắm cả nàng thon dài cánh tay. Văn võ bá quan đều biết đây là hoàng thượng ban thưởng ngựa của ngươi, thật làm cho ta cưỡi ra ngoài, ta trên mặt là có ánh sáng, liền sợ bọn hắn nghị luận ngươi sủng ta quá mức, lại một lần nữa đưa lưng về phía trời chiều lúc, trần kính tông hôn một chút mặt của nàng, hoa dương, nghị luận liền nghị luận, đây là ngươi chuyện riêng của ta, cùng bọn hắn có liên can gì, Trần Kính Tông, được, kia sáng mai ngươi trước theo giúp ta về chuyến trong nhà, cùng nhị lão nói rõ ràng ngựa là ngươi đưa ta, miễn cho bọn hắn cho là ta trộn dùng ngựa của ngươi, Hoa Dương Xùy nói, lần trước món kia da trồn áo khoác còn chưa đủ ngươi khoe khoang, Trần Kính Tông, chỉ cần ngươi bỏ được đưa, đưa một lần ta liền khoe khoang một lần, Hoa Dương mặc kệ hắn, cưỡi đủ rồi, Trần Kính Tông ôm nàng xuống ngựa. Hoa Dương cũng sờ sờ ngựa cổ, đối Trần Kính Tông nói, tốt như vậy ngựa, cho nó đặt tên đi. Trần Kính Tông nghĩ nghĩ, nói, lão hắc như thế nào? Kêu lên còn thân hơn nóng, nghe xong chính là kề vai chiến đấu không rời không bỏ sinh tử đồng bạn. Hoa Dương, nàng ghét bỏ viết lên mặt, Trần Kính Tông liền để nàng hỗ trợ lên một cái. Hoa Dương nhìn về phía tuấn Bả trên trán tuyết trắng một đoàn, làm chủ đạo, bạch tuyết tháp, mẫu đơn quá yếu ớt, hắn chưa hẳn làm cho lối ra, Bạch tuyết tháp mặc dù cũng là một loại mẫu đơn tên, nghe lại có loại tuyết bay lạnh thấu xương trang nghiêm. Trần Kính Tông tinh tế phẩm vị một lát, lại nhìn nàng thời điểm, ánh mắt liền trở nên ý tứ sâu xa lên chương 140. Đối với đám quan chức đến nói, mùng 10 dạng này hưu một ngày là khó được có thể ngủ nướng thời gian, đám quan chức coi như muốn ra cửa đi lại, trừ phi là chuyện thẩn yếu, cũng đều sẽ ngủ đủ tái khởi tới. Cùng hoa dương dài công chúa phủ bị lân nhi cư bình gian bá chính là như thế, Bình Giang bá tuổi gần ngũ tuần, tước vị cùng phủ đệ đều là từ tổ tông nơi đó kế thừa đến, đến hắn đời này đã thuộc xuống dốc, hắn chết tước vị cũng không có loại kia. Bình Giang bá thiên phú không cao, nhưng hắn đầy đủ cần cù chăm chỉ, thở nhỏ liền tức giận phấn đấu chăm học khổ độc, liền kiểm tra ba lần kỳ thi mùa xuân thi đậu tiến sĩ, tiếp xuống cẩn trọng người hầu, cuối cùng tại cái tuổi này lên tới chính tứ phẩm quan kinh thành vị trí, cuối thu khí sản bình giang bá chuẩn bị mang theo hai đứa con trai đi vùng ngoại ô chạy một chút ngựa hoạt động một chút gân cốt hắn ngủ đến mặt trời lên cao mới lên ăn cơm xong dọn dẹp một chút lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài phụ tử ba cái vừa bước ra gia môn dư quang thoáng nhìn trong ngõ nhỏ có xe ngựa chính hướng bên này gia ba cùng nhau nghiêng đầu trước hết nhất nhìn thấy chính là cưỡi ngựa đi theo tại trưởng công chúa xa giá một bên phò mã gia trần kính tông trần kính tông bọn hắn đều sớm nhìn quen mắt Dán dấp lại Tuấn cũng liền như thế, để gia ba trước kinh diễn lại ao ước, là Trần Kính Tông cưỡi kia thất uy phong lẫm liệt Tuấn mã màu đen, bá gia muốn ra cửa, khoảng cách gần, Trần Kính Tông từ trên cao nhìn xuống hàng huyên nói, cười lên lộ ra hai hàm răng trắng, bình giang bá khóe mắt cơ bắp giật giật, cái này thằng ranh con, Trần Đình giám lão hồ ly kia làm quan 30 năm đều chưa từng như thế rêu rao, sinh nhi tử làm sao như vậy tính tình, đúng vậy a à, Phò mã cùng trưởng công chúa đây là đi đâu? trong lòng đố kỵ muốn chết bình giang bá trên mặt cười đến 10 phần cung kính trần kính tông mắt nhìn cửa xe ngựa màng chậm rãi nói hồi trần phủ ngồi một chút bình giang bá cười ha hả gật gật đầu nụ cười một mực duy trì đến trưởng công chúa xa giá đi xa hắn trưởng tử cũng dám mở miệng phụ thân phò mã khi nào được như thế một thất ngựa tốt trước kia ta gặp hắn tổng cửi một thất bình thường hắc mã bình giang bá chua xót nói hôm qua thác đắc hiến ngựa hoàng thượng thưởng trưởng công chúa một thất hắn thứ tử sau đó trưởng công chúa quay đầu chuyển giao phò mã dù sao cũng là ngự tứ chi vật trưởng công chúa liền không sợ hoàng thượng so đo bình giang bá ngươi biết cái gì lúc ấy trưởng công chúa liền nói nàng không dùng được bực này ngựa tốt hoàng thượng đề nghị nàng có thể tặng người cho nên trưởng công chúa căn bản chính là thay phò mã chọn ban thưởng hai đứa con trai lẫn nhau ngó ngó đều mười phần ao ước trần kính tông có cái tốt cha như lão tử nhà mình cũng có trần các già bản lĩnh Nói không chừng bây giờ bị trưởng công chúa ân sủng nam nhân chính là bọn hắn. Từ dài công chúa phủ đến Trần Trạch, qua đường đều là quan lại quyền quý phủ đệ, gặp được gia chủ Trần Kính Tông cũng cơ bản đều có thể hàng huyên hai câu. Hoa Dương mặc dù ngồi ở trong xe, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra hắn đắc ý dạng, không nói những cái khác, trước kia hư một ngày nàng đi đâu, Trần Kính Tông đều là cùng nàng cùng xe, hôm nay nhất định phải cưỡi ngựa, không phải vì khoe khoang là vì cái gì, chỉ là Hoa Dương cũng nói không chính xác hắn khoe khoang đến tột cùng là ngựa, vẫn là nàng đối với hắn sủng. Không bao lâu, Trần Phủ đến, Trần Đình dám từ thăng nhiệm thủ phụ về sau, cho người gác cổng lập cái phép tắc, chỉ chiêu đãi có công vụ khẩn cấp muốn cùng hắn thảo luận quan viên hoặc là có oan tình kể lễ bách tính. Nếu không nữ quyến tới bái phỏng tôn thị mẹ chồng nàng dâu mấy cái có thể, nam khách hết thảy không gặp, bởi vậy, những cái kia muốn cùng thủ phụ đại nhân bấu víu quan hệ thần tử đều thức thời không đến quấy rầy. Trần Gia trước cửa cũng yên tĩnh bình lặng. Hôm qua hoàng hôn Trần Kính Tông liền gọi Phú Quý chạy một chuyến, thông báo người nhà hôm nay bọn hắn sẽ trở về, cho nên trước kia Trần Gia đám người liền hội tụ một đường, chờ lấy cung nên trưởng công chúa, làm người gác cổng phái người đến báo tin tức, nói trưởng công chúa xa giá đã ngoặt vào ngõ nhỏ, Trần Đình Giám, Tôn Thị liền dẫn con trai con dâu tôn tử tôn nữ cùng nhau đi ra ngoài, một màn này đến, bọn hắn trước hết nhất nhìn thấy cũng là cưỡi tuấn mã Trần Kính Tông thấy tận mắt trưởng công chúa chọn ngựa Trần Đình Giám, Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông, tôn thị mẹ chồng nàng dâu bên này, nhất có nhãn lực nhưng thật ra là La Ngọc Yến, nàng trông thấy Trần Kính Tông ngựa, nhanh chóng tại bà mẫu bên tai nói, mẫu thân, tứ đệ cái này ngựa nhưng không tầm thường, không có ngàn lượng bạc mua không xuống, chính cảm thấy mình nhi tử hôm nay phá lệ tuấn lãng oai hùng tôn thị chân lắc một cái, kém chút không có đứng vững, một ngàn lượng A. À, nàng đi theo trượng phu đi đến hôm nay, một vạn lượng bạc cũng đã gặp, nhưng một nhà lão tiểu ai đơn độc dùng qua một ngàn lượng bạc đồ vật, là nhi tử cầm phò mã bổng lộc xài tiền bậy bạ, vẫn là trưởng công chúa vì nhi tử tốn kém, công thị vụng trộn nhìn về phía trưởng phu, Trần Đình dám miếng môi, Trần Bá Tông miễn cưỡng vui cười, hướng mẫu thân giải thích nói, mẫu thân, hôm qua thác đắc khí ngựa, hoàng thượng muốn ban thưởng trưởng công chúa, trưởng công chúa nói nàng mình không cần, đặc biệt vì tứ đệ chọn cái này thất thần câu, công thị bình tĩnh lại, nhi tử cùng trưởng công chúa đều không có hoa bạc liền tốt, xe ngựa đi chậm rãi, Trần Kính Tông cũng chậm rãi từ từ cưỡi ngựa, mãi cho đến Trần Gia trước cửa, hắn mới lạnh nhạt tự nhiên dưới mặt đất ngựa, lơ lỏng bình thường hướng mẫu thân lên tiếng chào hỏi, Trần Đình dám lạnh lùng nhìn xem nhi tử, Trần Kính Tông tự đi đỡ hoa dương xuống xe, Trần Đình dám cấp tốc đổi thành nho nhã bình thản lại cung kính bộ dáng, hắn không tiện nói gì, công thị nhìn thấy con dâu, được sủng ái mà lo sợ mà nói. Như thế thần câu, trưởng công chúa mình dùng tốt bao nhiêu, cho lão tứ dùng quá phung phí của trời, hắn nơi nào đáng giá, Trần Kính Tông chỉ thấy Hoa Dương. Hoa Dương hướng bà mẫu cười nói, bảo mã phối anh hùng, phò mã là lập qua chiến công võ tướng, cưỡi cái này ngựa phù hợp, nương cũng không cần lại thay hắn khiêm tốn. Công thị nữa là nghiêm túc nữa là đùa giỡn nói, hồi lăng châu thời điểm, có láng giềng nói trông thấy lão Trần Gia mộ tổ bốc lên khói xanh. Hóa ra cái này khói xanh đều là tổ tông nhóm vì lão tứ tích lũy phúc khí, nhìn hắn đi theo ngài dính bao nhiêu ánh sáng, hoa dương cười nhìn về phía cha chồng, Trần Đình dám bất đắc dĩ nói, trưởng công chúa thưởng hắn, là hắn tạo hóa, chỉ là lão tứ nhất không biết khiêm tốn, trưởng công chúa vẫn là chớ có quá nuôn chiều hắn, hoa dương, ngài cùng mẫu thân nói như vậy, lại không biết mẫu hậu thường thường dặn dò ta muốn đối phò mã tốt một chút, các ngươi đều là trưởng bối của ta, ta bây giờ lại là hồ đồ, không biết nên nghe ai, Trần Đình dám, tôn thị. Viễn nghi cười dựa đi tới kéo tứ thẩm cánh tay nói nương nương lớn nhất ngài đương nhiên muốn nghe nương nương hoa dương sờ sờ tiểu cô nương đầu dẫn đầu hướng trần phủ bên trong đi đến chỉ là nam nữ quyến rất nhanh liền tách ra đại lang nhị lang tam lang cuốn lấy tứ thúc dẫn bọn hắn đi cưỡi ngựa trần đình giám trần bá tông trần hiếu tông cũng đều theo tới trường đua ngựa trần phủ trường đua ngựa so dài công chúa phủ càng nhỏ hơn cốt xấu có như thế khối địa phương thôi Trần Kính Tông phân biệt mang theo chất tử nhóm cưỡi một vòng, Trần Đình dám ho khan một cái, Đại Lang liền ngoan ngoãn dẫn hai cái đệ đệ đi ra, bọn nhỏ vừa đi, Trần Đình dám mặt lập tức trầm xuống, nhìn chầm chầm tứ tử nói, ngươi thật đúng là sẽ rêu rao, Trần Kính Tông, Hoàng thượng liền kém trước mặt mọi người nói cái này ngựa là hắn ban thưởng cho ta, ta đã thụ hoàng ân, liền nên để Hoàng thượng biết ta rất thích phần này ban thưởng, cất giấu không cần hoàng thượng ngược lại muốn ngờ vực vô căn cứ ta có phải là chướng mắt cái này ngựa, đúng, ta cái này cũng đều là cùng ngài học, trước kia tiên đế thưởng ngài áo khoác, ngài không phải cũng luôn luôn vừa vào đông liền tranh thủ thời gian phủ thêm, trần đình giám, trần bá tông khuyên nhủ phụ thân, tứ đệ nói cũng có chút đạo lý, ngài cũng đừng cùng hắn so đo, chủ yếu là so đo thì có ích lợi gì, hồi hồi đều chỉ có thế ăn lão tứ khí, lão tứ ngược lại là đau thương bất nhập, trần đình giám hừ hừ vẫy tay áo bỏ đi, đưa mắt nhìn phụ thân thân ảnh biến mất, Trần Hiếu Tông trực tiếp đi hướng kia thất ngự tứ thần câu, trong mắt là dấu không được thưởng thức cùng yêu thích, ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay sờ sờ lúc, Trần Kính Tông bước nhanh đi tới, kịp thời bắt lấy cổ tay của hắn, Trần Hiếu Tông khó có thể tin, lão tứ ngươi không nên quá phận, Trần Kính Tông, trưởng công chúa tặng cho ta, ngươi làm ca ca cũng không cảm thấy ngại nhúng chàm, Trần Hiếu Tông, một con ngựa, ta làm sao liền ngượng ngùng rồi, Trần Kính Tông trưởng công chúa vì nó ban tên Bạch Tuyết Tháp, Bạch Tuyết Tháp ý vị mẫu đơn, cái này ngựa liền tương đương với nàng tặng cho ta một đóa hoa mẫu đơn, bọn nhỏ còn nhỏ, thích thích cũng liền thôi, ngươi một cái lập tức sẽ 30 tuổi lão nam nhân, có ý tốt, Trần Hiếu Tông, niên kỹ càng lớn Trần Bá Tông, Trần Kính Tông không để ý tới bọn hắn, phân phó phú quý đem Bạch Tuyết Tháp dắt đi chuồng ngựa, biết được Bạch Tuyết Tháp hàm nghĩa phú quý cũng không dám đụng phải cái này ngựa. Chỉ cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt dây cương dắt cái ngựa quả thực là dẫn ra ngô công công nâng trưởng công chúa cung kính dáng vẻ trần hiếu tông rốt cục phát ra cười lạnh một tiếng thường ngày hưu một ngươi đều mang trưởng công chúa cái này chạy kia đi dạo tối hôm qua ta còn buồn bực ngươi làm sao bỏ được về nhà thăm người thân nguyên lai chỉ là vì đi qua khoe khoang trần kính tông ta là biết các ngươi đều quan tâm ta tại dài công chúa phủ trôi qua có được hay không chỉ có để các ngươi tận mắt nhìn đến ta trôi qua tốt bao nhiêu các ngươi khả năng yên tâm trần hiếu tông da mặt của ngươi thật đúng là càng ngày càng dày xem ra năm nay không cần ta đưa ngươi mặt son ngươi da mặt dày cũng đủ để gánh vác thu đông gian nan vất vả trần kính tông ngươi dám không đưa ta liền nói cho tam tẩu chúng ta trên trấn có cái cô nương một mực nhớ ngươi trần bá tông nhướng mày cô nương nào trần hiếu tông gấp đại ca ngươi thật đúng là tin hắn a à, hắn căn bản chính là đang uy hiếp ta biết nàng tam tẩu giấm tính lớn nhất trần bá tông đem hai cái đệ đệ đều giáo húng một trận loại này chuyện không thể làm lấy ra nói đùa cũng không được trần kính tông đại ca yên tâm ta cũng không phải tam ca đối với người nào đều cười khắp nơi lưu tình trần hiếu tông hôm sau buổi sáng trần kính tông cưỡi cái này thất thần tuấn vô cùng bạch tuyết tháp nhanh như điện chớp đến đại hưng tả vệ đáng thương phú quý bị hắn vung ra thật xa còn không gặp được cái bóng thủ doanh đám binh sĩ nhìn thấy phò mã gia thần câu con mắt đều là sáng lên biết phò mã gia bình dị gần gũi một người trong đó hâm mộ nói, đại nhân vừa mua tọa kỵ, Trần Kính Tông cười sờ sờ ngựa cổ, rất tùy ý mà nói, hoàng thượng thưởng trưởng công chúa, trưởng công chúa lại đưa ta, thủ danh đám binh sĩ, đợi Trần Kính Tông tiến vệ sở, không bao lâu, toàn bộ vệ sở hơn 5.000 một tân binh lão binh, đều tranh nhau chen lớn chạy đến chuồng ngựa bên này, vội vã thấy thần câu phong thái, phú quý canh giữ ở bạch tuyết tháp hàng rào bên ngoài, lớn tiếng hét lớn, nhìn có thể, không cho phép sờ phò mã nói, ai dám trộn đạo một cây ngựa lông, hắn tự tay thưởng hắn một quân côn. Các tướng sĩ cười vang, cười về cười, bọn hắn biết nhà mình chỉ huy sứ đại nhân coi trọng nhất trưởng công chúa, bao quát trưởng công chúa tặng cái này thất thần câu, cho nên cũng đều đàng hoàng trong coi quy củ này. Đảo mắt đến ngày 13 tháng 8, trong cung lại muốn khai triều sẻ, trời vẫn đen, trần kính tông cửa bạch tuyết tháp tiến về hoàn thành, vượt qua một đầu ngõ nhỏ, đối diện đụng vào một cái khác con ngựa, trên lưng ngựa ngồi ngay thẳng thích cẩn, Trần Kính Tông nhìn như không thấy, bảo trì lúc đầu tốc độ tiếp tục tiến lên, thích cẩn lạc hậu hắn hai cái thân ngựa, nhìn thấy chính là Trần Kính Tông thẳng tắp bóng lưng, cùng kia thất thần câu tròn trị tráng kiện ngựa mông, từ trái sang phải quy luật đung đưa, rõ ràng mỗi con ngựa đi đều là dạng này, nhưng không biết tại sao, Trần Kính Tông cưỡi lên ngựa đi lên, phản phất cũng toát ra miệt thị hắn cùng chế dẻo, thích cẩn âm thầm nắm chặt dây cương.